Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 7. Nhưng đến lúc này, cậu ta đã bội phục sát đất. Anh rể, anh lợi hại ghê. Nhà họ Lâm chúng ta đấu với nhà họ Triệu mấy chục năm rồi mà chẳng giành được lợi thế, một mình anh lại có thể diệt nhà họ Triệu. Nếu em cũng có năng lực như thế thì tốt quá. Anh rể, chừng nào anh dạy võ cho em? Lý Dục Thần cười đáp, anh không diệt nhà họ Triệu, đừng có nói lung tung. Lâm Vân nói, là do anh không làm thôi. Em tin, nếu anh muốn, bắt đầu từ ngày mai, nhà họ Triệu không còn hiện diện ở thành phố Hòa nữa. Lý Dục Thần dừng chân, Tiểu Vân, cậu phải nhớ kỹ, cuộc đời cũng là một lần tu hành, luyện võ cũng được, thuật pháp cũng chẳng sao, tới bây giờ không phải là để diệt trừ ai cả mà là vì tu thân, giúp mình viên mãn. Chỉ có viên mãn bản thân thì mới có thể bước vào tiên thiên, người trời hợp nhất. Sau này cậu luyện võ thì phải tránh những loại tranh đấu tàn nhẫn, bằng không sẽ thất bại. Mà bại trong tay người khác cũng là thua trong lòng mình. Lâm Vân nghe thế thì cái hiểu cái không, chỉ hoang mang hỏi, nếu có người bắt nạt em thì sao, cũng không đánh trả à? Đương nhiên là không thể. Người không phạm ta không chạm người, nếu người phạm ta, Lý Dục Thần cười. Vậy cứ đánh cho hắn không dám phạm nữa. Nhìn theo bóng lưng Lý Dục Thần và Lâm Vân biến mất trong màn đêm, Triệu Tứ Hải chán nản buông thõng súng trong tay. Bố, Triệu Thần Dương hét lên, vì sao bố không bắn? Thả bọn nó về thì nhà họ Triệu còn mặt mũi nào nữa? Nếu bắn không trúng thì sao? Bắn không trúng, sao có thể, chẳng lẽ hắn né được viên đạn? Triệu Tứ Hải thở dài, cậu ta có né được đạn hay không thì bố chẳng biết nhưng chúng ta đánh cược không nổi. Triệu Thần Dương im lặng cúi đầu. Hắn ta biết bố mình nói không sai, họ không đánh cược nổi, họ Lý này có thể giết cả nhà họ bất cứ khi nào muốn. Không ngờ nhà họ Lâm lại có thể mời tới một nhân vật như thế, Triệu Tứ Hải cảm thán, trời không đãi nhà họ Triệu chúng ta rồi. Bố, chẳng lẽ chúng ta cứ thôi vậy sao? Triệu Thần Dương không cam tâm, hôm nay thể diện của nhà họ Triệu đã mất sạch, nếu không phản kích thì vĩnh viễn sẽ bị nhà họ Lâm đè ép, không ngẩng đầu lên được. Triệu Tứ Hải im lặng một lát mới nói, truyền lệnh xuống, chuyện hôm nay không được lộ ra ngoài, ai dám nói ra một chữ, xử theo gia pháp. Sau này, chúng ta nhượng bộ nhà họ Lâm, chỉ cần cậu Lý kia còn ở nhà họ Lâm thì chúng ta vĩnh viễn không tranh giành với họ. Vâng, Triệu Thần Dương chán nản đáp. Triệu Tứ Hải chợt hỏi, đại sư Ngô này còn đồng môn nào không? Nghe nói là có tận mấy sư huynh đệ, đều lăn lộn trong giang hồ, có chút tiếng tăm trong giới phong thủy. Hình như ở tiền đường có một người, hai mắt Triệu Thần Dương sáng lên, bố, ý bố là mời họ tới giúp chúng ta. Triệu Tứ Hải lắc đầu, không phải giúp chúng ta mà là báo thù cho Ngô Hiền. Nếu có đồng môn thì thế lực chắc cũng không nhỏ, còn nghĩ cách để họ biết việc Ngô Hiền chết. Nhớ cho kỹ là việc này không thể liên quan tới nhà họ Triệu, hoàn toàn không dính líu gì. Đến lúc đó họ có báo thù, tìm nhà họ Lâm hay tên họ Lý thì chúng ta đều không xen vào. Tọa sơn quan hổ đấu, Triệu Thần Dương bội phục giơ ngón cái với bố mình, vẫn là bố cao minh. Cái gì, Tiểu Vân dùng dao kiềm chế Triệu Thần Dương. Lâm Thu Thanh nghe thuộc hạ báo cáo thì giật mình trợn mắt. Nghiêm Tuệ Mẫn càng thêm kinh hãi tới tái mặt, ôi giời ơi! Vậy làm sao đây? Người nhà họ Triệu sẽ không tha cho thằng bé mất. Thu Thanh, mau vào cứu người. Người của chúng ta đã tới chưa? Lâm Thu Thanh hỏi. Đều đến rồi, ông có thể ra lệnh bất cứ lúc nào, thuộc hạ đáp. Lâm Thu Thanh vẫn còn có chút chần chờ, một khi mình dẫn người xông vào trang viên thì thật sự phải khai chiến với nhà họ Triệu. Quan trọng là ở sân nhà của họ Triệu, ông ta không nắm chắc phần thắng. Như là Triệu Tứ Hải dẫn người xông vào sơn trang Bắc Khê của nhà họ Lâm vậy, ông ta tin chắc người họ Triệu không thể chiếm được ưu thế. Thu Thanh, ông còn chờ gì nữa, Tiểu Vân có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, Nghiêm Tuệ Mẫn thúc giục. Lâm Thu Thanh cũng có quyết định, hạ lệnh, xuất phát. Thấy xe phía trước khởi động rồi, Lâm Lai Nghi ngồi ở xe sau hưng phấn. Sắp bắt đầu rồi, Lâm Thu Thanh dẫn theo người mình triệu tập xuất phát. Xem ra thật sự sắp khai chiến với nhà họ Triệu rồi. Quốc Thành, anh nói xem ai sẽ thắng. Nếu là buôn bán thì hai nhà Triệu Lâm có thực lực tương đương, có lẽ nhà họ Lâm mạnh hơn chút nhưng nếu là đánh nhau, nhà họ Lâm chưa chắc là đối thủ của nhà họ Triệu. Huống chi lần này đánh trên sân khách, nhà họ Triệu chiếm hết ưu thế rồi.
Lâm Thu Thanh sốt ruột như vậy thì nhất định là thằng con cưng trai cưng gặp nguy hiểm rồi. Viên Quốc Thành gật đầu, người của anh cũng đã đi rồi. Lát nữa hai nhà Triệu Lâm đánh nhau, hai bên tổn thất, người thắng cuối cùng chỉ có thể là chúng ta, ha ha ha. Cái này gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau. Trong mắt Lâm Lai Nghi toát ra tia ác độc, Quốc Thành, thằng danh Lý Dục Thần kia phải để em xử nhé. Yên tâm, anh sẽ giữ mạng của nó lại cho em chơi theo ý mình. Viên Quốc Thành hào phóng nói. Đoàn xe nhà họ Lâm lướt như bay trong màn đêm, nhanh chóng tới cửa trang viên nhà họ Triệu. Bên trong im ắng, bóng đêm mịt mờ như bức tranh thần bí. Gia chủ, xông vào không ạ, thuộc hạ hỏi. Lâm Thu Thanh cau mày, quái thật, ngay cả người trông cửa cũng không có sao. Nghiêm Tuệ Mẫn la lên, Thu Thanh, đừng nghĩ nữa, mau vào cứu người. Lâm Thu Thanh gật đầu, ra lệnh, được, mọi người tiến vào. Nhớ kỹ, cứu người là quan trọng nhất, không cần thiết thì đừng liều mạng với nhà họ Triệu. Chỉ cần cứu Tiểu Vân ra là lập tức rút lui. Còn cả Dục Thần nữa, Lâm Mộng Đình nhắc. Nghiêm Tuệ Mẫn mắng, con còn nhớ thương cậu ta làm chi. Đều tại nó, bằng không cớ gì Tiểu Vân phải xông vào nhà họ Triệu, còn dùng dao áp chế cậu Triệu nữa, chắc chắn là do Lý Dục Thần sai khiến. Lâm Mộng Đình cắn môi, tuy cô tin Lý Dục Thần nhưng sự thật lại làm cô không thể phản bác, nói gì thì tính mạng em trai cô đang bị đe dọa mà. Gia chủ, thuộc hạ bỗng nói, hình như có người đi ra. Chuẩn bị nghênh chiến. Nghe theo lệnh của tôi, Lâm Thu Thanh hạ lệnh. Cấp dưới đều trong tư thế sẵn sàng. Tại cổng lớn trang viên xuất hiện hai bóng người. Vì cách khá xa, trời lại tối nên không nhìn rõ là ai. Hai người lững thững bước đi giống như đang tản bộ, thỉnh thoảng còn trò chuyện đôi ba câu. Từ từ hai người cũng đi tới cổng lớn. Lâm Mộng Đình là người đầu tiên nhận ra, là Lý Dục Thần. Bóng dáng này, tư thế tự tin thong dong như vậy. Khí chất không coi mọi thứ ra gì, cô chỉ mới thấy trên người Lý Dục Thần. Bên cạnh Lý Dục Thần chính là Lâm Vân. Lâm Mộng Đình há hốc mồm, không phát ra âm thanh. Mũi cô cay cay, hốc mắt ướt át. Tâm trạng áp lực bấy lâu cuối cùng cũng được thả lỏng. Trong nhà họ Lâm, chỉ mình cô ủng hộ Lý Dục Thần, chỉ mình cô tin anh có thể làm được. Hiện tại, anh đã chứng minh cho mọi người thấy là cô đúng. Nghiêm Tuệ Mẫn gần như lao qua. Ôm lấy Lâm Vân, Tiểu Vân. Lâm Thu Thanh kiềm chế một chút, chờ khi xác nhận phía sau không có người nhà họ Triệu ập ra thì mới yên tâm. Mẹ, bố, chị, sao mọi người đều tới đây vậy? Thằng bé này, con làm chuyện nguy hiểm như thế, sao bố mẹ không đến cho được? Nghiêm Tuệ Mẫn quan sát từ trên xuống dưới người Lâm Vân, sợ cậu ta mất miếng thịt nào, con không sao chứ? À, trên lưng con là thứ gì vậy? Sao có người rơm ở đây? Bố, mẹ, mọi người xem đi ạ, Lâm Vân lấy người rơm xuống, đây là thứ tìm được ở sân phía tây nhà họ Triệu, trên đó có viết tên và ngày sinh tháng đẻ của ông nội, họ thật sự nguyền rủa ông nội chết đó ạ, còn mấy thứ này nữa. Nói xong Lâm Vân còn mở bao tải ra, đổ hết đồ ra ngoài. Đầu heo, đầu bò, đầu dê lăn ra đất, trên đó còn máu đã khô lại nữa. Giữa khuya mà nhìn thấy mấy thứ này, thêm một người rơm, trông đáng sợ phết. Lâm Thu Thanh nhíu mày nhìn thoáng qua Lý Dục Thần, gật đầu với anh, hai đứa không sao chứ, người nhà họ Triệu đâu. Lâm Vân tỏ ra tự hào, bị đánh tới tẩn rồi. Chỉ là một đám cùi mía thôi. Lâm Thu Thanh chừng cậu ta một cái, câm miệng, chút bản lĩnh ấy của con mà có thể làm nhà họ Triệu sợ hả? Lý Dục Thần cười khẽ một tiếng, Lâm Vân thể hiện không tệ, tương lai sẽ có tiền đồ sáng lạn. Nghiêm Tuệ Mẫn vội nói dùm con trai mình, đúng đó. Nếu không có Tiểu Vân áp chế Triệu Thần Dương thì sao họ có thể ra ngoài được, con trai tôi giỏi nhất rồi. Ở phía xa, trên một chiếc xe khác, Lâm Lai Nghi đang nhìn cảnh này với biểu cảm không thể tin nổi. Sao có thể chứ, sao tụi nó ra ngoài được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Harry Potter fanfic, Viên Quốc Thành cầm điện thoại trong tay, lắc đầu nói, hình như nhà họ Triệu đã phong tỏa tin tức, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lần này... Có vẻ nhà họ Lâm đã thắng. Tiếng xe truyền tới, theo âm thanh phanh xe chói tai vang lên, chiếc xe Porsche lao như bay tới. Mã Sơn bước từ trên xe xuống, nhìn tình hình trước mắt thì sửng sốt một chút. Anh ta nhận được cuộc gọi của Lý Dục Thần, bảo anh ta tới cổng trang viên nhà họ Triệu đón mình. Dục Thần, lên xe nào.
Lý Dục Thần gật đầu đi tới chỗ xe Porsche. Khi đi ngang Lâm Mộng Đình, anh cười với cô, nhớ nhé, 3 tháng sau, chúng ta sẽ ở bên nhau. Tim Lâm Mộng Đình đập mạnh. Em thật sự sẽ cưới cô cả nhà họ Lâm sao? Mã Sơn lái xe, kinh ngạc hỏi. Lý Dục Thần nhìn bóng đêm tĩnh lặng ngoài cửa sổ. Đêm rất tối, đèn đường mờ ảo, con đường kéo dài tới nơi xa. Nơi ấy có mấy ngọn đèn đầu loang lổ. Đèn đốm lấp lóe là sự buồn vui của vạn nhà, vạn người. Đây là nhân gian, đây là hồng trần. Hồng trần là náo nhiệt nhưng cũng lạnh lẽo. Buồn vui thế nào mỗi người tự biết, sống chết đều là bất đắc dĩ. Có vài việc, trước đây em không biết, hiện tại đã biết thì nhất định phải hoàn thành, anh nói. Mã Sơn nghe mà không hiểu gì nhưng cũng không quá để ý, anh ta thật sự vui thay cho anh em của mình. Dục Thần, em giỏi thật nha, mới quen biết mấy ngày mà sắp cưới được về nhà rồi. Nhưng nói nữa, em muốn tổ chức một buổi lễ đính hôn làm người nhà họ Lâm hài lòng thì không dễ dàng gì đâu, huống chi thời hạn cũng chỉ có 3 tháng, sao anh cứ cảm thấy đó là nhiệm vụ bất khả thi thế. Lý Dục Thần mỉm cười, yên tâm đi anh, nhất định sẽ hoàn thành nhưng không thể thiếu sự hỗ trợ của anh Mã Sơn đâu. Mã Sơn đáp, chuyện của em cũng là chuyện của anh, cần anh làm gì, nói một câu thôi, lên núi đao, xuống chảo dầu, anh mà nhíu mày chút thôi thì đã không phải là anh Mã Sơn của em. À phải rồi, Mã Sơn nhớ tới, Thái Đầu To đã chuyển tiền cho chúng ta, tổng cộng 3 triệu, chúng ta mua nhà trước hay em mang đi đầu tư? Lý Dục Thần kinh ngạc. Không phải chỉ 2 triệu 8 à? Thái Đầu To nói 200 ngàn kia là để biếu em, có lẽ hôm qua đánh gãy chân Lâm Thiếu Hằng làm tên đó sợ rồi, nhìn cái bộ dạng hoảng sợ khi đưa tiền của tên đó ha ha ha. Lý Dục Thần cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Thái Vĩ Dân sau khi nhận được tin tức. Đối với loại lăn lộn đường phố như Thái Đầu To, nhà họ Lâm là con quái vật khổng lồ. Lâm Thiếu Hằng có thể ngạo mạn chỉ đạo gã ta mà gã ta không dám nói ra chứ không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vì thế, khi chuyện Lý Dục Thần làm gãy chân Lâm Thiếu Hằng truyền tới tai gã ta khiếp sợ cỡ nào, ai cũng đoán được. Thái Đầu To có thể dùng, anh nhớ quan sát kỹ một chút. Lý Dục Thần nói, về chuyện tiền, chúng ta nên mua nhà trước, mong ước ban đầu của chúng ta chẳng phải là cho Đinh Hương một ngôi nhà ổn định sao. Thế này đi, anh mua một căn 3 phòng ngủ, để tên Đinh Hương, sau đó thuê một biệt thự ở ngoài. Phải có sân nhỏ và đảm bảo sự riêng tư, em cần dùng. Sáng sớm hôm sau, Lý Dục Thần và Mã Sơn đưa Đinh Hương đi xem nhà. Người môi giới đưa bọn họ đi vòng quanh một số khu phố để xem không dưới 20 căn hộ. Sau đó lại hỏi Đinh Hương thích căn hộ nào. Đinh Hương vẫn còn đang mù mờ cho rằng mình đang nằm mơ. Anh Dục Thần, anh Mã Sơn, chúng ta thực sự có thể mua một ngôi nhà sao? Đương nhiên là thật, Lý Dục Thần nói. Nhưng chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Mã Sơn cười nói, anh Dục Thần của em có thể kiếm được rất nhiều tiền, anh ấy sẽ sớm trở thành con rể của nhà họ Lâm, ồ không, là đính hôn cũng với cô chủ lớn của nhà họ Lâm. Sau đó, Đinh Hương mới biết chuyện của Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình. Sau khi hiểu rõ, cô ấy cũng rất mừng cho Lý Dục Thần. Tuy rằng trong lòng không tránh khỏi nảy sinh chút cảm giác mất mát, nhưng cô ấy cũng không thể giải thích được tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Cuối cùng, ba người họ đã nhất trí chọn một ngôi nhà. Môi trường sinh sống tốt, nhà trên tầng cao nhất, mỗi hộ một cầu thang, thoáng đãng, ánh sáng tốt, có gác xếp và sân thượng chung. Nhược điểm duy nhất chính là tầng trệt hơi cao, không tiếp được địa khí. Ninh Hương hít thở bầu không khí trong lành trên bầu trời, vẫn còn hoài nghi, em vẫn không thể tin rằng chúng ta đã có được một căn nhà riêng. Lý Dục Thần nói, đúng vậy, từ nay về sau nơi này sẽ là nhà của em. Ninh Hương nói thêm, đây là nhà của chúng ta, ba người chúng ta sẽ không bao giờ tách rời nữa, được không? Đương nhiên, chúng ta sẽ không tách rời. Ninh Hương vươn tay ra nói, móc ngoéo đi. Lý Dục Thần và Mã Sơn mỉm cười với nhau rồi cũng vươn tay ra. Những ngón tay của ba người móc vào nhau và siết chặt lấy nhau. Ngoéo tay, thắt cổ. Trăm năm cũng không thay đổi. Ninh Hương vừa nói vừa ngoéo tay. Thấy tính cách như trẻ con của cô ấy, tâm trạng của Lý Dục Thần trở nên vô cùng tốt. Bầu trời trên đầu họ trong xanh, giống như bầu trời khi họ còn nhỏ. Sau khi vấn đề mua nhà đã được giải quyết xong, Mã Sơn liền tiếp tục đi thuê biệt thự.
Ninh Hương không biết tại sao bọn họ muốn thuê biệt thự, nhưng cô ấy cũng không hỏi. Đối với cô ấy thì hai anh trai đầu đang làm chuyện lớn. Nếu như những người lớn vẫn còn sống thì họ nhất định sẽ tự hào. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Đinh Hương tiếp tục đến làm việc tại quán cơm thân dân. Vốn dĩ theo ý của Lý Dục Thần và Mã Sơn thì bây giờ đã có tiền nên cô ấy không cần phải đi làm thêm, chỉ cần yên tâm học tập là được. Nhưng Đinh Hương cảm thấy rằng cô ấy không thể bỏ việc chỉ vì mình đã có tiền, cô ấy đã đồng ý làm thêm trong kỳ nghỉ hè, nếu như đột ngột bỏ việc thì sẽ mang lại rắc rối cho người khác. Những ngày nắng nóng thế này quán cơm biết phải tuyển người ở đâu chứ? Lý Dục Thần thật ra không cần phải đi làm, bởi vì ngay từ đầu anh đã là người dư gia, do chị Mai đã tốt bụng đưa anh vào làm việc để kiếm cơm ăn. Nhưng hôm nay Lý Dục Thần cũng không có việc gì khác để làm cho nên cũng cùng Đinh Hương đến cửa hàng, đúng lúc muốn chào tạm biệt mọi người. Có lẽ đây là ngày làm việc cuối cùng của Lý Dục Thần, cho nên bà chủ cũng phá lệ không đi làm tóc ngày hôm nay. Thay vào đó bà ấy đã bảo sư phụ Vinh nấu nhiều món ăn ngon, để mọi người trong cửa hàng có thể ngồi xuống ăn một bữa cơm đoàn viên. Mọi người thay nhau nâng ly chúc mừng Lý Dục Thần, chúc anh sẽ có một tương lai sáng lạn. Lý Dục Thần cũng rất xúc động. Những người này đối với anh không hề có vướng mắc lợi ích gì, lòng tốt của bọn họ đối với anh và Đinh Hương rất chân thành. Rượu vừa ngấm vào người thì mọi người cũng nói chuyện nhiều hơn. Sư phụ Vinh vẫn là nhân vật trung tâm trong cuộc trò chuyện, kể về mỹ thực và giai thoại từ khắp nơi trên thế giới, khiến cho mọi người lắng nghe liền tiếp thu được rất nhiều kiến thức. Đối với sự tình ở thủ đô thì ông ta rất ít nhắc tới, cho dù Lý Dục Thần cố ý hay vô tình hướng ông ta đến chủ đề đó thì sư phụ Vinh đều luôn nói tới nói quanh co về một vấn đề khác. Ông chủ Vương thì luôn mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng lại xen vào chọc tức sư phụ Vinh, thế là hai người lại bắt đầu đánh nhau. Sư phụ Vinh thường bị ông ấy chọc tức, cho nên khi say rượu thường sẽ chạy ra sau bếp lấy dao liều mạng với ông ấy. Lúc này, Tiểu Dương sẽ ôm sư phụ Vinh thật chặt cho đến khi ông ta bình tĩnh lại. Dù sư phụ Vinh có kích động đến cỡ nào thì ông chủ Vương vẫn luôn tươi cười, như thể bôi mật lên mặt vậy. Chị Mai thì làm như không nghe không thấy không biết, chỉ nhắm mắt làm ngơ trước cuộc cãi vã giữa bọn họ. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy lạ. Ông chủ và đầu bếp cãi nhau kịch liệt như vậy thì quán làm sao có thể tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, Lý Dục Thần đã sớm nhận ra trụ cột thực sự của quán cơm này là chị Mai. Ông chủ Vương và chị Mai cũng chưa chắc là vợ chồng thật sự. Cả ông chủ Vương và sư phụ Vinh đều thích chị Mai cho nên ngày nào cũng cãi nhau, châm chọc khiêu khích nhau. Chính vì cả hai đều thích chị Mai cho nên bọn họ mới làm chung một chỗ. Trong bữa ăn tối, lại có thêm một số vị khách bất ngờ đến. Người đầu tiên là Lâm Vân. Anh rể, anh lại làm việc ở đây sao? Lâm Vân giáo giác nhìn xung quanh rồi hỏi. Ở đây thì có sao? Lý Dục Thần cười hỏi. Lâm Vân có chút hưng phấn nói, đây có phải là nơi để các cao thủ lánh đời trong thành phố không? Anh rể, chẳng lẽ tất cả mọi người trong quán ăn này đều là cao thủ? Lý Dục Thần quay đầu liếc nhìn ông chủ Vương đang ngồi trên quầy. Lại nghe thấy tiếng thái rau từ sau bếp, nhớ đến những chuyện mà sư phụ Vinh đã từng trải qua, liền nói cũng gần như vậy đó. Anh rể, khi nào thì anh mới dạy võ cho em? Cậu tới đây là vì chuyện này sao? Cũng không hẳn là vậy, Lâm Vân cười nói, em đến đây để thay chị chuyển lời cho anh. Sao chị cậu không tự mình đến đây? Thật ngại quá, nhưng mà, Lâm Vân khẽ nói cho anh biết, chị em bây giờ đang bị quản thúc nên không thể ra ngoài. Tại sao? Còn không phải tại anh hay sao? Vì anh không muốn ở rể nhà họ Lâm nên người trong nhà đều rất không hài lòng. Chồng của con gái nhà họ Lâm đều phải ở rể sao? Lý Dục Thần thắc mắc, mấy cô mấy bác gái nhà cậu không phải cũng đều gả ra ngoài đấy à? Chuyện đó không giống, nhà chồng của bọn họ đều là gia tộc lớn có thế lực hơn nhà họ Lâm. Vậy à, Lý Dục Thần cười hỏi, cậu không nói cho bọn họ biết tất cả những gì tôi đã làm ở nhà họ Triệu chứ? Nói, em cũng có nói một chút, Lâm Vân gãi gãi đầu, em chỉ nói một chút mà bọn họ cũng không tin, còn nói em khoác lác, nếu em nói hết tất cả ra thì chắc bọn họ sẽ tống em vào bệnh viện tâm thần mất. Lý Dục Thần đã sớm đoán được kết quả như vậy, cho nên liền bật cười. Anh rể, khi nào thì anh mới dạy võ cho em, Lâm Vân lại hỏi. Lý Dục Thần nói, cậu kết bạn với tôi trước đi, tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Lâm Vân vui vẻ kết bạn với Lý Dục Thần rồi cười nói, anh rể yên tâm,
bất cứ tình huống nào xảy ra bên phía chị em cũng sẽ báo lại cho anh biết. Lý Dục Thần vỗ vỗ đầu của cậu ta một chút rồi cười nói, được rồi, mau nói cho tôi biết chị cậu muốn chuyển lời gì đi. Chị của em nói anh không cần phải làm những việc vượt quá giới hạn chỉ vì thỏa thuận 3 tháng. Điều chị ấy đánh giá cao ở anh chính là bản thân anh, là phẩm cách của anh, cho nên dù thế nào thì chị ấy cũng tình nguyện ở bên cạnh anh. Nhưng nếu anh không còn là chính mình thì cho dù anh có tổ chức hôn lễ xa hoa nhất thế giới cho chị ấy thì chị ấy cũng sẽ không lấy anh. À, đúng rồi, còn một chuyện nữa. Chị của em nhờ em nhắc nhở anh rằng gia đình bác cả của em đã bị đuổi ra khỏi nhà, bây giờ chắc chắn họ đang rất căm thù anh. Con trai út của bác cả, Lâm Thiếu Bình, đã nhận được tin tức và sớm trở về Hoa Hạ. Anh phải cẩn thận. Không lâu sau khi Lâm Vân rời đi, một vị khách bất ngờ thứ hai đã đến quán. Chính là Chu Húc đã từng đụng độ với anh ở quán Ba Lam Kiều. Không phải hôm đó oai lắm hay sao, hóa ra lại làm việc trong một quán ăn nhỏ xíu. Chu Húc khoanh chân ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Đưa thực đơn cho tôi, để tôi xem thử nào. Lý Dục Thần đưa cho anh ta thực đơn. Chu Húc nhìn cũng không thèm nhìn thực đón mà đã chỉ vào Đinh Hương nói, gọi cô nàng kia lại đây. Lý Dục Thần lạnh lùng nói, đây là quán ăn. Không phải quán ba, chỉ có thể gọi đồ ăn chứ không thể gọi người. Chu Húc trừng mắt, tức giận nói, cậu nói cái gì? Cậu không biết khách hàng là thượng đế sao? Cậu ngay cả bồi bàn cũng không làm tốt, mau gọi ông chủ của cậu ra đây. Chị Mai lắc hông đi tới, nở nụ cười duyên nói, ôi, quý khách, có chuyện gì vậy? Chu Húc nói, bồi bàn này của các người quá tệ. Tôi muốn người khác phục vụ tôi, có được không? Bà chủ nói, không thành vấn đề. Quý khách trả tiền thì quý khách chính là thượng đế, sao chúng tôi có thể không đáp ứng yêu cầu của thượng đế chứ? Quý khách không hài lòng với cậu ta vậy thì tôi liền đuổi việc cậu ta. Bà ta vừa nói vừa quay đầu nháy mắt với Lý Dục Thần, hung hăng nói, cậu đi ra quầy tính tiền đi, ngày mai không cần đi làm nữa. Chu Húc rất hài lòng, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Bà chủ lại nói, tôi sẽ lập tức thay ngươi, ông Vương tới đây nhận món của vị khách này mau. Ông chủ Vương từ phía sau quầy chạy ra với nụ cười tươi trên môi, khom người chờ Chu Húc gọi món. Chu Húc sửng sốt, nói tôi không muốn người này, tôi muốn cô nàng đằng kia. Bà chủ nói, ôi, đổi sang người này quý khách cũng không hài lòng, vậy để tôi nhận món của quý khách được không? Chu Húc liếc nhìn bà chủ vài cái, đột nhiên như phát hiện ra bảo vật, chỉ cảm thấy người phụ nữ này đang tỏa ra một mùi hương mê hoặc khó cưỡng. Còn khiến cho người ta mê muội hơn vẻ đẹp thuần khiết của Đinh Hương. Bà hầu hạ tôi cũng được, nếu làm tôi vui vẻ thì tôi liền bao luôn cả bà và quán cơm nhỏ này, Chu Húc cười khả ố nói. Bà chủ đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói thích ăn thì ăn, không ăn thì cút. Muốn tìm gái hầu hạ thì về nhà tìm mẹ cậu đi. Giọng của bà ta lớn đến nỗi mọi người trong cửa hàng đều nhìn về phía này, thậm chí có người còn dừng lại bên ngoài quán ăn vì giật mình. Chu Húc bị sắc mặt đột ngột thay đổi của bà ta làm cho hoang mang, sững sờ trong giây lát. Đợi đến khi có thể phản ứng, đang muốn tức giận thì An ta đột nhiên nhìn thấy bức màn dẫn đến nhà bếp phía sau được vén lên, có hai người đàn ông đang đứng ở cửa, một người cầm giáo còn một người cầm dao phay làm bếp. Bà chủ, bà không sao chứ, sư phụ Vinh hỏi. Không sao, bà chủ nhặt cái vỉ đập ruồi trên bàn bên cạnh lên rồi nói. Có con ruồi không biết từ đâu tới lại vo ve làm tôi khó chịu quá, để bà đây nghe tiếng vo ve lần nữa thì bà đây liền đập chết nó. Vừa nói bà ta vừa đập bàn thật mạnh, một tiếng chát vang lên khiến cho Chu Húc liền sợ hãi rùng mình. Bà chủ xoay người, dẫn Đinh Hương đi. Chị Mai, cảm ơn chị, Đinh Hương nói. Khách khí gì chứ, đều là người một nhà. Sau này ai bắt nạt cậu thì cứ nói với chị Mai. Chị Mai sẽ chút giận cho cậu, bà chủ quay đầu nhìn thoáng qua Lý Dục Thần, phụ nữ chúng tôi toàn phải tự dựa vào mình, có vài tên chỉ được cái đẹp mã. Sau quầy ba, ông chủ cười hì hì, đúng đó, mấy cậu đẹp mã thì có gì tốt. Bà chủ liếc mắt khinh thường, biến, liên quan gì ông? Sư phụ Vinh nói, tôi còn tưởng có người tới ăn quỵt. Tiểu Dương vung đao trong tay nói, ai ăn quỵt, tôi chém chết luôn. Hai người đều hung hăng chừng Chu Húc. Chu Húc cũng thấy hơi nhục, sau lại thấy sư phụ Vinh và Tiểu Dương quá hung dữ, không dám nói gì thêm, ảo não rời đi. Ra ngoài, anh ta còn ngoái lại mắng, mấy người chờ cho ông. Lý Dục Thần cũng không coi mấy kẻ như Chu Húc ra gì.
Như bà chủ đã nói, chỉ là loại ruồi bỏ vo ve mà thôi. Nhưng Đinh Hương làm ở đây, dù có mấy người ông bà chủ quan tâm nhưng cứ bị ruồi thì rất phiền phức. Không sợ ăn trộm vào nhà, chỉ sợ bị trộm ngấp nghé. Lý Dục Thần gọi điện cho Hoàng Tam. Hiện tại Hoàng Tam coi Lý Dục Thần như thần, răm rắp nghe theo lệnh anh. Tuy Lý Dục Thần không quá thích anh ta nhưng đây là người hợp dùng nhất bây giờ. Nhưng kẻ ác phải cần có kẻ ác hơn chị, ruồi bọ thì phải dùng sâu trùng xử lý. Hơn 8 giờ tối, trong tiệm xuất hiện vị khách không mời mà tới thứ ba. Người này hơn 50, để mái húi cua, tóc mai để dài, màu tóc hoa dâm nối liền với đống râu ria xồm xoàm, trông khá nghệ sĩ. Nhưng Lý Dục Thần biết đây là một cao thủ. Sau khi trở về thành phố Hòa, anh đã gặp không ít võ giả. Ví dụ như Hoàng Hải Thiết Y, Hồng Thiên Thành Thái Cực, còn có Lâm Thiền Minh, Triệu Sơn của nhà họ Triệu. Lợi hại nhất chắc là Tiền Khôn bên Hồ Linh Sơn, còn có ông lão Cố Ngôn Châu bên cạnh Trần Văn Học. Mà công lực người trước mặt không hề thua kém hai người này. Sau khi người dâu Ria tiến vào, gã tìm một cái bàn ngồi xuống. Lý Dục Thần tiến lên hỏi, thưa ông muốn ăn gì? Người nọ lắc đầu, vươn ra một ngón tay, cậu gọi cô ta tới. Lý Dục Thần nhìn theo ngón tay gã, thấy mục tiêu là bà chủ chị Mai. Dáng vẻ này hệt như Chu Húc, nhưng Lý Dục Thần biết gã này không cùng loại với Chu Húc. Thưa ông, đây là quán ăn, không phải KTV, chỉ có thể gọi món ăn, không thể chọn người, Lý Dục Thần vẫn nói. Nếu tôi cứ muốn chọn người thì sao, người nọ nói. Lý Dục Thần chau mày. Chị Mai uốn éo mông đi tới, kéo anh sang một bên, ngồi đối diện người nọ. Anh muốn tôi ăn cơm cùng hay uống rượu với anh? Người nọ nhìn chằm chằm bà chủ, mắt cũng chẳng chớp lấy một cái. Ô, trên mặt tôi có mọc hoa hà, bà chủ yêu kiều hỏi. Người nọ khen một tiếng, ai cũng nói Mỹ Nhân Châu có hiệu quả lưu giữ sắc đẹp, quả nhiên không giả. Sắc mặt chị Mai thay đổi, cười nói, Mỹ Nhân Châu gì chứ, con lợn xấu xí ấy hả, chỗ chúng ta không có món này. Người nọ cười he he, đừng tưởng trốn tới nơi hẻo lánh này thì người khác không tìm được, nhất chị Mai. Anh là ai, chị Mai biến sắc. Ông chủ Vương ngồi bên quầy rượu cũng tò mò nhìn sang hướng này, trên mặt vẫn là nụ cười. Sư phụ Vinh và Tiểu Dương vén màn, đứng như thần giữ cửa trước phòng bếp. Khác với Chu Húc, lần này trong tay sư phụ Vinh ngoài cái gáo thì còn cầm theo một thanh dao thái thịt. Không khí trong tiệm trở nên vô cùng kỳ dị. Lý Dục Thần lặng lẽ lùi vài bước tới bên cạnh Đinh Hương để bảo vệ cô ấy. Người nọ lại làm như không thấy những thay đổi trong tiệm, cười ha ha nói. Căng thẳng gì chứ, tôi chỉ là một thực khách tới ăn thôi. Sau đó gã cầm lấy menu, xem một hồi mới nói, bán cho tôi một phần đậu hũ bát chân và một chén cơm tẻ. Chị Mai gật đầu với sư phụ Vinh. Sư phụ Vinh hiểu ý, quay trở lại phòng bếp với Tiểu Dương. Chỉ chốc lát sau, đậu hũ bát chân đã được bưng lên. Người nọ nếm thử một miếng rồi chẹp miệng, gật đầu nói, không sai, là mùi vị này. Không ngờ tôi còn có thể ăn đậu hũ bát chân chính tông ở thành phố Hòa. Sau đó gã bắt đầu ăn cơm. Người này ăn rất chậm, một miếng tẩu hũ, một miếng cơm, ăn dè dè từng chút một. Chị Mai ngồi yên lặng đối diện gã, lặng lặng chờ gã ăn xong. Bao nhiêu tiền, người kia hỏi. Chị Mai đáp, không bao nhiêu đâu, coi như tôi đãi. Người nọ không khách sáo, tôi không được ăn tẩu hũ bát chân chính tông nhiều năm rồi, chỉ dựa vào món ăn này, hôm nay tôi không làm khó cô. Chị Mai đáp, vậy thì tôi cảm ơn nhưng anh cũng nên nói cho tôi biết anh là ai, tại sao tới đây. Tôi là Vương Tông Sinh. Nghe thấy tên đối phương, sắc mặt chị Mai hoàn toàn thay đổi, Tông Sư Thái Cực Nam Phái. Trong lòng Lý Dục Thần hơi chấn động, nhớ tới Hồng Thiên Thành theo bên cạnh chú Minh bị mình đánh bại ở quán Ba Lam Kiều, chẳng phải là trưởng môn của Thái Cực Nam Phái tại thành phố Hòa sao. Châu Na từng nhắc nhở anh là Hồng Thiên Thành đã xin giúp đỡ từ phía sư môn, Thái Cực Nam Phái có thể sẽ phái người lợi hại hơn tới, dặn anh cẩn thận một chút. Nhìn dáng vẻ người này, rõ ràng là tới vì chị Mai. Ha ha, chẳng qua là bạn bè trong giới giang hồ quá coi trọng mà thôi, Vương Tông Sinh cười nói, Thái Cực Quyền làm gì có chuyện phân Nam Bắc. Về phần Tông Sư thì tôi lại càng không dám nhận, ở tỉnh Nam Giang này chỉ có hai người được công nhận là Tông Sư thôi. Chị Mai nói, tôi chưa bao giờ có dính líu gì đến phái Thái Cực,
không biết tại sao anh Vương lại đến đây. Vương Tông Sinh nói, tôi đến thành phố Hòa để làm một số việc, tình cờ được một người bạn cũ ủy thác đến chuyển một tin nhắn cho chị. Ồ, không biết bạn cũ của anh có phải là Liễu Kim Sinh. Khi chị Mai nghe thấy cái tên này thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ngay cả sắc mặt của ông chủ Vương đứng phía sau quầy cũng trở nên cứng ngắc. Bạn cũ của tôi nói rằng những thứ đồ ăn cắp chung quy cũng không phải là của mình, hy vọng chị có thể trả chúng về chỗ cũ. Chị Mai khẽ cắn môi nói, đồ đó cũng không phải là của hắn, dựa vào đâu bắt tôi phải trả lại. Vương Tông Sinh nói, muốn trả hay không là tùy ở chị, tôi chỉ là người đưa tin mà thôi. Bởi vì được ăn một bát đậu hũ bát chân miễn phí nên tôi mới nhắc nhở chị, đồ vật có giá trị đến đâu thì cũng chỉ là đồ vật. Người ta đã mang tội cho bạn nhiều năm như vậy, người ta đã thay chị mang tội nhiều năm như vậy, bây giờ chỉ yêu cầu chị trả lại mà thôi. Chị Mai trầm mặc, không nói gì. Vương Tông Sinh đứng lên, được rồi, lời đã nói xong, tôi đi trước đây. Chị Mai đột nhiên hỏi, Liễu Kim, Liễu Tông Sư làm sao biết tôi ở đây? Người đó vẫn luôn biết. Vương Tông Sinh thở dài, bước ra khỏi quán rồi biến mất vào màn đêm. Chị Mai thẫn thờ ngồi đó không nhúc nhích. Lý Dục Thần nhìn thấy nước mắt trong mắt bà ta. Ông chủ Vương khôi phục nét tươi cười đi tới, dường như muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của chị Mai, ông ấy mở miệng nhưng không thốt ra được lời nào, chỉ thở dài quay lại quầy. Sư phụ Vinh đứng ở cửa bếp, tay cầm vá, không nói được một lời. Ninh Hương đối với những chuyện giang hồ này thì chẳng biết gì, cô ấy đi tới trước mặt bà chủ, cẩn thận gọi một tiếng, chị Mai. Chị Mai như tỉnh khỏi giấc mộng, hít một hơi thật sâu rồi nói, được rồi, đóng cửa rồi, Ninh Hương, Tiểu Lý, hai đứa về đi. Ninh Hương nói, em còn chưa dọn dẹp vệ sinh quán. Chị Mai nói, hôm nay không cần làm. À, đúng rồi, Lão Vương, trong quầy có bao nhiêu tiền mặt, lấy trả lương cho hai người bọn họ đi. Nếu không đủ thì chuyển khoản. Ninh Hương rất kinh ngạc, liền nói, chị Mai, em còn làm việc đến hết kỳ nghỉ hè mà. Chị Mai nói, không biết ngày mai quán có còn mở cửa hay không, nên chỉ sẽ giải quyết tiền lương của hai đứa trước, không thể để hai đứa làm việc không công được. Tại sao, Ninh Hương không hiểu. Chị Mai cười, trong nụ cười lại còn có mấy phần khổ sở, ngày vui nào rồi cũng sẽ tàn. Ninh Hương, em là sinh viên, sau này phải chăm chỉ học tập. Nhất định sẽ có tương lai tốt đẹp. Đột nhiên bà ta lại đứng dậy, kéo Lý Dục Thần sang một bên, nhỏ giọng nói, Tiểu Lý, Ninh Hương là một cô gái tốt, nhưng con bé quá đơn giản, sau này cậu phải chăm sóc con bé thật tốt. Đừng làm gì có lỗi với con bé, nếu để chị biết thì chị sẽ không tha cho cậu đâu. Lý Dục Thần khó hiểu nói, Ninh Hương là em gái của tôi, đương nhiên tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Chỉ là em gái thôi sao, chị Mai trợn tròn mắt, cậu không có hứng thú một chút nào đối với chị, chẳng phải là vì trong lòng cậu đã có Đinh Hương rồi sao? Lý Dục Thần không nói nên lời, chị Mai. Chị Mai lại nói, quên đi, chị không nghe, cậu chắc chắn không thể nói ra lời gì tốt đẹp. Ông chủ Vương đếm các hóa đơn tại quầy, sau đó nói, lương đã đủ rồi, còn dư không ít. Chị Mai nói, đưa hết cho bọn họ đi. Ông chủ Vương có chút đau lòng nói, đưa hết cho bọn họ sao? Chị Mai nói, thế ông định giữ lại nó làm gì? Ông có thể đánh bại Liễu Kim Sinh không? Ông chủ Vương lập tức ngậm miệng, trên mặt vẫn nở nụ cười, xếp tiền ngay ngắn đưa cho Ninh Hương. Ninh Hương sống chết không nhận, phải nói rất nhiều thì cô ấy mới lấy đúng phần tiền lương của mình thôi. Lý Dục Thần đến đây làm việc chưa được mấy ngày cho nên anh chỉ lấy 200 tệ và trả phần còn lại cho ông chủ Vương. Chị Mai cũng không miễn cưỡng bọn họ nữa. Vậy chào chị Mai, chúng tôi đi trước đây. Hai người rời khỏi quán cơm thân dân. Ninh Hương vẫn còn hoài nghi, lại hỏi, anh Dục Thần, chị Mai thật sự định đóng cửa quán cơm sao? Lý Dục Thần cũng phần nào đoán được chuyện gì đang xảy ra, liền nói, cũng chưa chắc, nhưng cho dù quán cơm đóng cửa thì sau này mọi người vẫn có thể làm bạn với nhau. Ninh Hương gật đầu nói, như vậy là tốt nhất, chị Mai là người tốt. Ông chủ Vương cùng sư phụ Vinh cũng là người tốt. Tiểu Dương tuy rằng có chút độc miệng nhưng cũng là người tốt, đáng tiếc em không có bản lĩnh gì để giúp đỡ bọn họ. Lý Dục Thần trấn an nói, người tốt đều có phúc báo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Lý Dục Thần đưa Đinh Hương về nhà rồi đi đến quán bar. Bây giờ Mã Sơn đã là quản lý cấp cao của quán bar Lam Sơn, còn có văn phòng riêng.
Mã Sơn dẫn Lý Dục Thần vào văn phòng, nói, lát nữa chị Na sẽ tới, em ngồi xuống trước đi. Lý Dục Thần hỏi anh ta, đã tìm được nhà chưa? Mã Sơn nói, sao nhanh vậy được chứ? Yêu cầu của em hơi cao, cần sân rộng, cần riêng tư, mấy yêu cầu này chỉ có khu nhà giàu mới đáp ứng được. Nhưng nhà ở khu nhà giàu chỉ dễ mua chứ không dễ thuê. Có điều hôm nay anh cũng tìm được một căn nhà không tồi, đáp ứng yêu cầu về mọi mặt, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Nhưng mà ngôi nhà đó hơi tà môn. Tà môn như thế nào? Mã Sơn gãi đầu nói, anh cũng không biết nữa, dù sao vừa vào nhà liền cảm thấy trong nhà rất lạnh. Thời tiết rất nóng, trong nhà đón nắng, lại thông gió tốt nhưng bên trong lại lạnh. Người môi giới dẫn anh đi xem nhà cứ ấp úng, hỏi cái gì cũng không biết, cho nên anh liền biết căn nhà đó có vấn đề. Sau đó anh mới hù dọa một chút thì người đó mới chịu nói thật rằng trong căn nhà đó từng có người chết, hơn nữa không chỉ có một người. Ồ, Lý Dục Thần cau mày, người chết như thế nào? Cụ thể thế nào thì anh cũng không rõ, nhưng trong nhà đã lâu không có người ở, đã đổi bao nhiêu người môi giới cũng không bán được. Chủ cho thuê nhà đang ở đâu? Hình như đang ở nước ngoài. Lúc này, cửa văn phòng mở ra, Chu Na từ bên ngoài đi vào. Sao? Hai người muốn thuê một ngôi nhà sao? Đúng vậy, em muốn thuê một căn biệt thự có sân lớn và riêng tư, chị Na có căn nào để giới thiệu không? Mã Sơn hỏi. Để tôi giúp hai người hỏi thăm, Chu Na nói. Biết Chu Na có mối quan hệ rộng rãi, Lý Dục Thần nói, vậy cảm ơn chị Na trước. Chu Na cười nói, sao cậu lại khách sáo với tôi thế? Dục Thần, cậu có còn nhớ Hồng Thiên Thành, người đã bị cậu đánh bại trong quán 3 lần trước không? Vẫn còn nhớ, trưởng môn nam phái Thái Cực thành phố Hòa, Lý Dục Thần nói. Chu Na nói, chú Minh nhờ tôi nhắc nhở cậu rằng sư phụ của ông ta đã tới, cậu phải cẩn thận một chút. Lý Dục Thần nghĩ đến Vương Tông Sinh mà anh đã gặp trong quán cơm ngày hôm nay. Xem ra chính là kẻ đó. Chú Minh nói rằng người đến là một cao thủ thật sự, nam phái Thái Cực cùng nhà họ Phùng có quan hệ sâu xa cho nên ông ta không tiện nhúng tay vào. Ông ta bảo tôi hỏi cậu, Chu Na thận trọng nói, cậu có muốn tránh đi không? Lý Dục Thần cười nói, không cần. Lâm Thượng Nghĩa đi trên con đường dợp bóng cây trong biệt thự, cảm thấy rất sảng khoái. Thiên Minh, tôi cảm thấy giống như mình đã trẻ lại. Trong màn đêm mông lung, hai người đi trên đường, dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai cái bóng sóng vai với nhau giống như thiên sứ. Trong một con hẻm tối bên cạnh, Chu Húc dựa lưng vào vách tường. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Các người muốn làm gì? Mười mấy gã đàn ông xăm trổ cởi trần đang bao vây anh ta, nét mặt của ai cũng vô cùng hung hăng. Đám người tách ra, Hoàng Tam đang hút một điếu thuốc, tàn thuốc lóe lên rồi lại tắt, chiếu sáng gương mặt dữ tợn của anh ta. Đừng đến đây, nếu như còn đến gần thì tôi sẽ báo cảnh sát, Chu Húc nói. Chát! Chu Húc bị tát một cái thật mạnh. Báo cảnh sát hả? Hoàng Tam túm tóc Chu Húc đập vào tường mấy cái, báo đi. Gương mặt Chu Húc ướt sũng, không biết là do nước trên tường hay là do máu của chính mình. Các người muốn tiền phải không? Tôi đưa các người tiền. Chu Húc lấy ví ra. Có tiền là hay lắm sao? Hoàng Tam lại nắm tóc Chu Húc đập mạnh vào tường, tao ghét nhất là kẻ có tiền khoác lác trước mặt tao. Đầu Chu Húc ong ong. Cơn đau đớn khiến cho anh ta không thể chống cự, cũng không còn chút tôn nghiêm nào. Anh ta bắt đầu cầu xin tha thứ. Tôi xin các người hãy tha cho tôi là bạn của cậu Trương của tập đoàn Vĩnh Thanh. Cậu Trương, tao còn là Trương Thiên Sư đó. Hoàng Tam đá một cước vào bụng Chu Húc. Chu Húc ngồi xổm xuống ôm bụng vì đau đớn. Hoàng Tam vung tay lên, thuộc hạ của anh ta cũng tràn lên, đánh Chu Húc tơi bời. Tiếng thét gào thê thảm của Chu Húc từ trong ngõ vọng ra. Được rồi. Hoàng Tam ra lệnh. Đám đông rút lui, chỉ còn lại Chu Húc mặt mũi bầm dập nằm bên vệ đường. Nếu như sau này mày còn dám quấy rối cô Đinh Hương thì tao sẽ thiến mày rồi quăng thứ đó cho chó ăn. Người phụ nữ của đại ca tao mà mày cũng dám đụng vào, đúng là chán sống. Hoàng Tam hung hăng phun một ngụm nước miếng vào mặt Chu Húc. Tiếng bước chân đi xa. Đại ca, từ khi nào Đinh Hương lại trở thành người phụ nữ của đại ca bọn chúng chứ? Trong lòng Chu Húc tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mã Sơn gọi điện bảo Lý Dục Thần đến quán Ba Lam Sơn vì chị Na có chuyện muốn hỏi anh. Lâm Thiền Minh đang đi bên cạnh ông cụ, nói chúc mừng ông chủ đã bình phục,
nhà họ Lâm còn có thể phát triển thêm 100 năm nữa. Lâm Thượng Nghĩa lắc đầu cười nói, với đám con cháu không có bản lĩnh của tôi thì có thể duy trì sản nghiệp của gia đình đến mức này đã là không tệ rồi. Thu Thanh quá mức trung hậu, chỉ có thể gìn giữ cái đã có. Vốn dĩ còn trông cậy vào Thiếu Bình từ Đông Doanh trở về để tiếp quản sản nghiệp, nhưng bây giờ Lai Phong đã bị trục xuất. Khi ông cụ nói tới đây thì đột nhiên lại cảm thấy buồn bã. Lâm Thiền Minh nói, Lâm Lai Phong tự làm tự chịu, ông chủ còn chưa nói đến gia pháp đã là nhân nhượng lắm rồi, không cần tự trách mình. Về phần người nối nghiệp, đứa trẻ Lâm Vân này cũng không tệ. Lâm Thượng Nghĩa gật đầu, đột nhiên hỏi, cậu nói xem, những gì trước đó Tiểu Vân nói có đáng tin hay không? Lâm Thiền Minh lắc đầu nói, tôi biết Bạch Hổ Đường của nhà họ Triệu. Tiểu Vân nói Lý Dục Thần đã tự mình đánh bại toàn bộ Bạch Hổ Đường, tôi không tin điều đó, trừ khi cậu ta đã đạt đến cảnh giới cao thủ hóa kình. Mấy danh từ mà cậu nói tôi nghe cũng không hiểu, nhưng bọn họ thật sự đã ra khỏi nhà họ Triệu một cách an toàn. Điều này phải giải thích thế nào chứ? Nhà họ Triệu đã mời về một pháp sư sử dụng tà thuật, Lý Dục Thần có thể phá tà thuật thì chắc là cũng có một chút đạo hạnh. Tôi nghĩ bọn họ có thể bình an trở về chắc là do đã dùng mưu kế đặc biệt gì đó. Hừm, Lâm Thượng Nghĩa đột nhiên tự giễu cười một tiếng, nói đến cũng lạ, cái mạng này của tôi đã được nhà họ Lý cứu tận 2 lần. Có lẽ đúng là vận mệnh của tôi phải xem nhà họ Lý là quý nhân. Vậy tại sao sư phụ không muốn gả Mộng Đình cho hắn? Lâm Chấn Minh khó hiểu hỏi. Vậy tại sao ông chủ lại không muốn gả Mộng Đình cho cậu ta? Lâm Thượng Nghĩa nói, cậu ta không muốn ở rể, với thân phận của cậu ta bây giờ thì làm sao tôi gả Mộng Đình cho cậu ta được? Hơn nữa, đứa trẻ này còn quá ngông cuồng, cần phải rèn luyện thêm. Bây giờ nếu như muốn khôi phục lại nhà họ Lý năm xưa thực sự không dễ dàng. Hai người đi tới một đình nghỉ mắt, trên bãi đất trống bên ngoài gian đình có một con bù nhìn được dựng lên. Đây là con bù nhìn được Lâm Vân cõng từ nhà họ Triệu về. Mọi người trong nhà đều đề nghị đốt nó đi, nhưng Lâm Thượng Nghĩa không chịu. Ông cụ muốn để thứ này ở đây để cảnh tỉnh chính mình. Còn bù nhìn này cũng giống như một lần chết đi của ông cụ. Tiếng bước chân truyền đến, Lâm Thu Thanh vội vàng đi tới. Bố, chú hai, Lâm Thu Thanh cung kính nói. Có chuyện gì vậy? Bố, có người của nhà họ Viên tới, bọn họ nói là tới cầu hôn. Cầu hôn, Lâm Thượng Nghĩa hơi kinh ngạc, ai cầu hôn? Con trai của anh lớn nhà họ Viên, tên là Viên Thế Kiệt. Ồ, con trai của Viên Nãi Văn cũng không tệ. Tương lai sáng lạng hơn Viên Quốc Thành. Bọn họ để ý đứa trẻ nào của nhà họ Lâm thế? Là, Lâm Thu Thanh hơi dừng một chút rồi nói, là Mộng Đình. Mộng Đình, Lâm Thượng Nghĩa và Lâm Thiền Minh đồng thời sửng sốt. Hừ, Viên Quốc Thành cũng biết mưu toan lắm. Bố, nếu bố không đồng ý thì con liền từ chối. Con là gia chủ, Mộng Đình là con gái của con, nên con có thể tự quyết định, Lâm Thượng Nghĩa nói. Lâm Thu Thanh thực sự muốn thăm dò từ nét mặt của bố mình xem ông cụ đồng ý hay không đồng ý. Nhưng nét mặt của ông cụ vẫn bình thản như cũ, gương mặt đầy nếp nhăn không nhúc nhích một chút nào, giống như không hề để tâm đến bất cứ chuyện gì. Còn có chuyện gì nữa không? Lâm Thượng Nghĩa hỏi. Tuy mới sáng sớm nhưng mặt trời đã lên cao, trong đình lại ngột ngạt nóng bức. Lâm Thu Thanh lau mồ hôi trên trán, nói, bố, con trai vô dụng, gần đây công việc làm ăn không tiến triển. Còn có rất nhiều hạng mục thất bại. Lâm Thượng Nghĩa gật đầu nói, chuyện này bố biết, cũng đã đọc tài liệu. Có một số chuyện không phải lỗi của con, chỉ là không may mắn mà thôi. Nhưng con là gia chủ, cho nên con vẫn phải tìm cách, không được buông xuôi. Gia tộc ta là một con thuyền lớn mà con là thuyền trưởng, gió êm sóng lặng dong buồm đi xa cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có trong bão tố mà vẫn có thể thuận buồm xuôi gió thì mới chứng minh được bản lĩnh của mình. Vâng. Trên trán Lâm Thu Thanh đổ mồ hôi càng lúc càng nhiều, sau lưng áo cũng ướt sũng. Ba, cậu ba nhà họ Trần ở Thân Châu đã tới thành phố Hòa, nói rằng muốn tới thành phố Hòa đầu tư, con muốn đi thương lượng một chút. Nhà họ Trần, sắc mặt Lâm Thượng Nghĩa thay đổi, nhà họ Trần độc quyền hải vận ở Thần Châu, nếu chúng ta có thể hợp tác cùng nhà họ Trần thì đó sẽ là con đường phát triển lâu dài, chúng ta từ bỏ một ít quyền lợi ở thành phố Hòa cũng không sao. Nhưng nhà họ Trần từ trước đến nay chỉ kinh doanh hàng hải, tại sao lại đến thành phố Hòa để phát triển? Lâm Thu Thanh nói, con còn chưa biết kế hoạch của họ, nhưng chuyến đi lần này của cậu Trần đã khiến cho các đại gia tộc ở thành phố Hòa đều kinh ngạc,
mọi người đều có hứng thú hợp tác với nhà họ Trần, ngay cả mấy gia tộc của Tiền Đường cũng cử người đại diện đến. Ngày mai tại khách sạn Hải Châu, cậu Trần sẽ thảo luận các vấn đề hợp tác cụ thể với các gia tộc lớn. Cuối cùng cậu ta sẽ chọn hợp tác với ai, trước mắt còn rất khó nói. Lâm Thượng Nghĩa gật đầu nói, được, vậy ngày mai con hãy đích thân đi một chuyến, nhất định phải tìm cách giành được sự hợp tác với nhà họ Trần, có thể vận dụng toàn bộ tài nguyên của gia tộc, không cần hỏi bố. Con hiểu rồi. Lâm Thu Thanh nhận được sự cho phép của ông cụ thì cũng giống như là nhận được Thượng Phương Bảo Kiếm, cho nên sự tự tin ngay lập tức tăng lên rất nhiều. Từ sáng sớm, Lý Dục Thần đã cùng Mã Sơn đi xem nhà. Ngôi nhà mà Mã Sơn nhắc đến nằm ở ngoại ô phía bắc thành phố, là một ngôi nhà có sân lớn kiểu cũ, một sân một cổng. Vẫn còn một tấm biển treo trên cổng đề tên Ngô Đồng Cư. Ngoại trừ việc vị trí hơi xa trung tâm và không có tiện ích hỗ trợ thì mọi thứ khác đều rất tốt. Lý Dục Thần chỉ nhìn ngoài cổng thì trong lòng cũng đã đoán được phần nào căn nguyên. Một thanh niên từ công ty môi giới bất động sản đã dẫn bọn họ đi xem nhà. Trong ngôi nhà này đã xảy ra chuyện gì? Còn bí mật nào chưa được tiết lộ hay không? Mã Sơn khoác vai thanh niên kia rồi hỏi. Người thanh niên có vẻ hơi sợ Mã Sơn, liền nói, đại ca, em đã nói tất cả những gì mà em biết cho anh nghe rồi. Cậu nói cho tôi nghe cái quái gì chứ? Mã Sơn trừng mắt, ngay cả chuyện có bao nhiêu người đã từng chết ở đây mà cậu cũng không biết. Bởi vì em thật sự không biết, thanh niên đau khổ nói, công ty của em cũng không phải là công ty đầu tiên nhận xử lý căn nhà này, đây là căn nhà được chuyển đến từ công ty khác. Nói thật, nếu như không phải anh có yêu cầu quá đặc biệt thì em cũng không dẫn anh đến đây. Tại sao? Ai lại muốn vào một nơi như thế này chứ? Đêm qua em còn gặp ác mộng, thanh niên nói. Lý Dục Thần hỏi, cậu đã từng gặp chủ nhà chưa? Thanh niên lắc đầu nói, em chưa từng gặp người đó, nói thật, em còn nghi rằng căn nhà này không có chủ nhân nào cả. Mã Sơn nói, nhảm nhỉ, nếu không có chủ nhà thì chìa khóa cậu lấy ở đâu ra, quyền thuê nhà cậu lấy ở đâu ra? Người đại diện nếu không có hợp đồng thì sao dám cho thuê căn nhà này? Người thanh niên nói, có hợp đồng nhưng người ký hợp đồng là ai thì người của công ty em cũng chưa từng gặp. Nghe nói người đó từ thủ đô đến, sau đó lại đi nước ngoài, rất nhiều năm cũng chưa từng trở về, không thể liên lạc được. Khóa ngoài sân là do công ty em thay đổi. Em nghe đồng nghiệp nói rằng chủ nhân của căn nhà này có lẽ là quỷ. Lý Dục Thần cười nói, cậu nói vậy không sợ người ta không thuê nữa hay sao? Người thanh niên nói, em lại càng sợ người thuê chết ở bên trong hơn. Nhà không cho thuê được thì cũng không lỗ chỗ nào. Nhưng nếu có người chết bên trong thì xui xẻo rắc rối lắm. Được rồi, dẫn chúng tôi đi xem nhà đi, Lý Dục Thần nói. Người thanh niên thở dài, rút chìa khóa mở cổng vào trong. Cánh cổng vừa mở thì bên trong liền thổi ra một trận gió vô cùng âm lãnh. Người thanh niên rùng mình vì gió lạnh, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi. Hai người tự đi vào xem đi, cậu ta nhét một chùm chìa khóa vào tay Mã Sơn. Nhát gan vậy, Mã Sơn nói, cậu không sợ chúng tôi dọn hết đồ trong nhà đi hay sao? Người thanh niên nói, hai người muốn dọn cái gì đi cũng được, dù sao em cũng không vào đâu, một khi vào thì em liền cảm thấy như mình sẽ mất đi 10 năm tuổi thọ vậy. Lý Dục Thần lấy chìa khóa từ tay Mã Sơn rồi nói, chúng ta đi. Hai người bước vào trong. Sân rất rộng, mặt đất phủ đầy lá cây, cỏ dại đã mọc tùm ở các góc. Một bên sân trồng một cây ngô đồng cao lớn, bên kia lại có một cái giếng. Có phòng nhỏ hai bên cũng một phòng chính ở giữa. Lý Dục Thần đi đến hai gian phòng hai bên trước, sau đó đi đến gian phòng chính. Dùng chìa khóa mở cửa phòng chính, vừa đẩy cửa ra thì lại có một trận âm phong đập vào mặt. Trong sân sau lưng anh, lá rụng bị gió thổi truyền đến tiếng xào xạc. Sau khi vào phòng, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, giống như đã rơi vào động băng. Mã Sơn nói, hôm qua là sao, nổi hết cả da gà. Nền nhà lát gạch xanh, phòng khách bày biện đồ đặc kiểu Trung đã phủ đầy bụi. Lý Dục Thần vươn tay lau mặt bàn rồi nói, ít nhất 2 năm nay không có ai ở. Tức là việc lần trước có người chết đã là chuyện 2 năm trước rồi. Hai người lại đi lên lầu. Trên lầu được lót bằng sàn gỗ, bước lên sẽ phát ra tiếng cót két. Trong phòng cũng bày biện đồ đặc kiểu truyền thống. Nhưng hình dáng lại không giống bên dưới. Tầng trên có vẻ cổ kính hơn, cho dù là kiến trúc hay vật liệu tốt hơn ở tầng dưới rất nhiều. Mã Sơn cũng học theo Lý Dục Thần,
lau trên mặt bàn một cái. Không đúng, Mã Sơn ngạc nhiên nói, đây, sao tầng trên lại chẳng có tí bụi nào vậy? Lý Dục Thần nhíu mày nhìn lên mái nhà, sau đó lại ngó cửa sổ. Ngoài cửa sổ là bóng cây nghiêng ngả. Trong nhà có mùi hương thoang thoảng, chỉ Lý Dục Thần mới có thể ngửi thấy. Xem xong tầng 2, họ lại lên gác xép. Trên gác xép lại là một lớp bụi khá dày. Đi thôi, Lý Dục Thần nói. Bước ra khỏi căn nhà, ánh mặt trời bỗng chốc trở nên gay gắt như từ một người vợ hiền thục bỗng trở thành một phụ nữ chanh chua. Mã Sơn xoa mặt nói, con mẹ nó, lại nổi da gà rồi. Người môi giới bước đến nói, hai vị, tôi nói nhé, nơi này đi một lần là bớt đi 10 năm dương thọ đấy. Mã Sơn không vui nói, anh nguyền rủa bọn tôi đấy à? Người đó nói, tôi không có ý đó, dù sao các anh cũng đã xem rồi, sau này chắc cũng sẽ không vào đấy nữa, tôi dẫn các anh đi coi những căn khác nhé, biệt thự tốt hơn nơi này nhiều. Lý Dục Thần nói, được rồi, tôi lấy căn này, về ký hợp đồng. Người đó sửng sốt, ôi ông anh à, anh nghiêm túc đấy hử? Ngay cả Mã Sơn cũng ngạc nhiên nhìn anh. Mã Sơn nghĩ mặc dù căn nhà này khá lớn, cũng biệt lập, lại còn rẻ nhưng mọi thứ cũng không thể cân bằng được khuyết điểm duy nhất của nó, giảm tuổi thọ. Chưa nói đến việc có ma hay không, chỉ riêng vẻ âm u lạnh lẽo này, có sống mấy chục năm cũng sẽ bị phong thấp mất. Lý Dục Thần cười nói, đương nhiên là nghiêm túc. Người đó dựng ngón tay cái lên nói, được, anh hai à, anh đỉnh đấy. Tôi phục rồi, nhưng tôi nói trước, nếu sau này có xảy ra chuyện gì, anh cũng đừng trách tôi. Hai người cùng quay lại công ty môi giới, sau đó bàn bạc hợp đồng thuê phòng. Có lẽ người ở công ty môi giới cũng không ngờ họ sẽ thuê căn nhà này, cực kỳ lo lắng họ sẽ chết trong căn nhà đó nên kiên quyết đòi tăng thêm tiền thuê nhà hoặc đưa tiền cọc nhiều hơn. Dĩ nhiên Mã Sơn không đồng ý, tại sao một căn nhà ma lại đắt hơn nhà bình thường. Cuối cùng, quản lý công ty môi giới nói, một, hai người muốn mua lại căn nhà, tôi nghĩ hai vị cũng không phải là người thiếu tiền. Nếu thật sự thích ngôi nhà này, hai người có thể mua nó. Các anh có quyền bán căn nhà này, Mã Sơn tò mò nói. Quản lý nói, chúng tôi có giấy ủy thác toàn quyền quyết định của chủ sở hữu căn nhà, theo thỏa thuận ban đầu, sau khi quản lý hộ 10 năm, nếu anh ta không quay lại, chúng tôi có thể bán nó. Hơn nữa, nhiều năm nay chúng tôi đều không thể liên lạc được với chủ căn nhà bằng tất cả các hình thức rồi, cho nên trên thực tế, nó đã là của công ty chúng tôi. Nếu các anh mua lại, cho dù sau này có tranh chấp, chủ nhà muốn kiện cũng chỉ kiện chúng tôi, không liên quan gì đến các anh. Bao nhiêu tiền, Lý Dục Thần hỏi. Theo giá thị trường, căn biệt thự biệt lập lớn như vậy cũng có giá khởi điểm là 10 triệu tệ, nhưng căn nhà này là trường hợp đặc biệt, có thể rẻ hơn, quản lý giơ hai ngón tay ra, một giá, 8 triệu tệ. Mã Sơn nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nói, 3 triệu tệ, tôi mua. Quản lý sửng sốt, tôi ra giá 8 triệu tệ, anh còn trả xuống 3 triệu tệ, giảm đến hơn một nửa. Này anh bạn, đây là nhà chứ không phải là mua rau ngoài chợ. Tôi dám đảm bảo không ai dám mua căn nhà này ngoài tôi, Lý Dục Thần kiên quyết nói, 3 triệu tệ, bán thì tôi chuẩn bị tiền, còn không thì thôi. Nói rồi anh đứng dậy định đi ra ngoài. Không để anh sải bước, quản lý đã nói, bán. Sau đó bật cười. Hai bên vui vẻ ký hợp đồng, Mã Sơn đưa 100.000 tệ tiền đặt cọc. Lý Dục Thần đưa ra một yêu cầu, trước khi trả hết toàn bộ số tiền để bàn giao nhà thì phải đưa chìa khóa cho họ trước. Quản lý vui vẻ đồng ý. Đã trả tiền đặt cọc xong rồi, cũng không sợ họ dở trò. Đó là ngôi nhà ma, thích ở thì cứ ở, nếu cho thuê thì 100.000 tệ cũng có thể trả được tận mấy tháng. Trên đường về, Mã Sơn hỏi Lý Dục Thần, chúng ta mua căn nhà đó thật à? Lý Dục Thần nói, mọi phương diện của căn nhà này đều phù hợp với yêu cầu của em, hơn nữa, cái giá 3 triệu tệ thì đi đâu mà mua được căn biệt thự lớn như thế? Mã Sơn nói, nhưng nhà đó có ma đấy, nếu không họ sẽ chịu bán rẻ thế à? Lý Dục Thần cười nói, có ma hay không thì phải xem là ai ở nữa. Cũng đúng, ông đây không tin có ma, Mã Sơn tự hào nói. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện trong căn nhà kia, Mã Sơn hỏi, em nói xem, vì sao căn nhà kia tầng dưới tích đầy bụi, trên tầng lại không có một chút bụi nào? Đây là nguyên lý gì? Lý Dục Thần nói, đó là bởi vì trên tầng vẫn luôn có người ở. Mã Sơn đang lái xe, nghe thấy lời này nhất thời nổi da gà. Về đến nhà,
Lý Dục Thần viết một danh sách, nhờ Mã Sơn giúp anh chuẩn bị một vài thứ. Mã Sơn nhìn những thứ đồ kỳ quái viết trên tờ giấy, hỏi, những thứ này để làm gì? Lý Dục Thần nói, đợi anh chuẩn bị đủ hết đồ, em dẫn anh đi bắt quỷ. Kế tiếp, điều Lý Dục Thần phải suy nghĩ là, làm sao để kiếm được 3 triệu tệ. Tuy rằng đã thanh toán tiền đặt cọc rồi, công ty môi giới cũng không hối thúc. Nhưng đêm dài lắm mộng. Lý Dục Thần không muốn căn nhà kia rơi vào tay người khác. Anh luôn cảm thấy có câu chuyện đằng sau căn nhà này. Nghĩ tới nghĩ lui, anh nghĩ tới một chỗ tiệm mạt trước anh Sáu. Ăn xong bữa trưa, Mã Sơn cùng Đinh Hương đi làm thủ tục sang tên tòa nhà. 3 triệu, mua nhà, cộng thêm trả tiền đặt cọc biệt thự, còn dư lại hơn 600 tệ. Lý Dục Thần lấy 500 tệ cất vào trong một cái ba lô, đeo sau lưng đi ra ngoài. Trước cửa quán cơm thân dân treo biển tạm dừng buôn bán. Lý Dục Thần đứng ở cửa nhìn qua, sau đó đi về phía đầu phố. Anh biết, giờ này, chị Mai chắc chắn đang làm tóc. Anh vào tiệm cắt tóc, làm đẹp, liền hỏi, chị Mai đâu? Cậu trai làm tóc từng gặp qua anh, biết anh thân với chị Mai bèn nói, ở trên tầng. Lý Dục Thần lên tầng, gõ cửa phòng số 3, chợt nghe trong phòng có người hỏi, ai đấy? Lý Dục Thần nói, chị Mai, là tôi, Tiểu Lý. Cửa mở ra, vẫn là thợ làm đẹp lần trước, người này có chút tò mò nhìn anh. Chị Mai nằm trên giường làm đẹp, giống như lần trước. Chỉ đắp một chiếc khăn tắm trên vùng hông. Lưng của bà ta mịn màng láng mượt, hai viên thịt trước ngực đẩy ra hai bên, mông đẹp nảy lên, chân thon dài, một chiếc khăn tắm nhỏ không thể che giấu đường cong lả lướt, trong không khí tràn ngập mùi thơm cơ thể lẫn với mùi tinh dầu. Sao cậu lại tới đây? Chị Mai nghiêng mặt, đôi mắt đẹp mang ý cười. Thợ làm đẹp thức thời nói, chị Mai, hai người nói chuyện, tôi ra ngoài trước. Nói xong xoay người ra ngoài cửa. Khi đóng cửa còn quay đầu lại dùng một ánh mắt kỳ quái liếc nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần xác định thợ làm đẹp đã đi xa rồi, nói, chị Mai, tôi muốn đến tiệm mạt trược đối diện chơi một chút. Chị Mai ngẩn người, khó hiểu nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần mở ba lô ra, để lộ ra đầy một túi tiền. Chị Mai lập tức ngồi dậy từ trên giường, chỉ dùng khăn tắm che hông. Nhóc xanh, từ đâu mà cậu có nhiều tiền như vậy? Kiếm được, Lý Dục Thần nói. Chị Mai lập tức ngồi dậy từ trên giường, chỉ dùng khăn tắm che hông. Nhóc xanh, từ đâu mà cậu có nhiều tiền như vậy? Kiếm được, Lý Dục Thần nói. Chị Mai hiển nhiên là không tin anh có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, bỗng nhiên trừng mắt nói, chị nghe nói cậu làm con rể nhà giàu gì đó, đây không phải là tiền cậu bán thân đấy chứ? Lý Dục Thần đầu đầy vạch đen, chị Mai này, sức tưởng tượng cũng quá phong phú rồi. Thật sự là do tôi kiếm được. Tôi vừa ý một căn nhà giá 3 triệu, nhưng trên tay tôi chỉ có 500 ngàn, còn thiếu hơn 2 triệu rưỡi. Chị Mai nhìn chằm chằm vào mặt Lý Dục Thần, nhìn nửa ngày, đột nhiên cười khúc khích nói. Cậu là muốn cùng chị lập bẫy, gài sáu sẹo. Lý Dục Thần cười hì hì, không nói lời nào. Chị Mai suy nghĩ nói, chị có thể giúp cậu, nhưng chị sẽ được lợi gì đây? Lý Dục Thần nói, bất kể kiếm được bao nhiêu tiền, tôi chỉ lấy 2 triệu rưỡi. Phần còn lại đều thuộc về chị. Vậy ngộ nhỡ không đủ 2 triệu rưỡi thì sao? Chị Mai cười nói, chẳng phải chị làm không công sao? Lý Dục Thần nói, vậy tất cả đều thuộc về chị, tóm lại, không thể để chị lấy ít hơn tôi. Cậu cũng không hề tham lam. Chị Mai vừa cười vừa đứng lên, khăn tắm rơi xuống mặt đất. Bà ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc, hỏi chị có đẹp không? Đẹp, Lý Dục Thần thành thật đáp. So với Đinh Hương thì sao? Chị Mai tiến hai bước lên trước, đứng trước Lý Dục Thần đầy vẻ phong tình, trong ánh mắt mang chút giảo hoạt. Lý Dục Thần lắc đầu nói, không dễ so sánh. Chị Mai lại hỏi, vậy với cô Chiêu nhà họ Lâm thì sao? Lý Dục Thần sửng sốt, lập tức nói, cũng khó để so sánh. Cậu nha, ngay cả nịnh cũng không biết nịnh mà lại vẫn cứ được phụ nữ yêu thích. Chị Mai có vẻ hài lòng, lại tựa hồ có chút thất vọng. Chậm rãi xoay người, bắt đầu mặc quần áo. Được thôi, chị sớm cũng đã không thuận mắt tên sáu sẹo này, dù sao không ở thành phố Hòa được mấy ngày nữa, hôm nay chúng ta chỉnh đốn gã ta một trận. Hai người bàn bạc kế hoạch một chút, rồi đi thẳng đến tiệm mạt trược A6. Tiệm mạt trược náo nhiệt như mọi khi. Chị Mai tìm bàn khách lẻ chơi cùng họ. Lý Dục Thần đeo ba lô,
đứng ở phía sau bà ta. Lúc lấy tiền đưa chị Mai, Lý Dục Thần cố ý kéo mở khóa ba lô rất rộng. Bất kể là từ phía xa, hay là từ camera, đều có thể nhìn thấy ba lô của anh đầy tiền. Tiệm mạt chược A6, lấy kinh doanh mạt chược làm chính, không phải sân chơi lớn gì, bàn bình thường một ngày cũng chỉ thắng thua mấy ngàn tệ, mấy vị khách quen đánh lớn đều chơi trong phòng, cũng chỉ mấy chục ngàn quay lại. Rất hiếm có người mang theo một túi tiền lớn đến như Lý Dục Thần. Phải nói rằng trình độ chơi bài của chị Mai quả thật rất cao, không cần đổi bài mà vẫn có thể thắng nhiều thua ít. Nhưng hôm nay vì để tạo bẫy cho nên bà ta đã đổi bài ngay từ đầu. Sau vài ván bài, chị Mai đã thắng được vài ngàn. Những người cùng bàn với bà ta đã ngừng chơi, hùng hùng hổ hổ ném bài rời đi. Chị Mai còn cố ý lớn tiếng nói, hiếm khi mới may mắn mà không có người chơi cùng, có chơi cũng đặt nhỏ như vậy, đúng là nhàm chán. Chẳng mấy chốc liền có một gã đầu húi cua bước lại nói với chị Mai, bà chị này có muốn chơi trong phòng bao không? Có gì vui không? Chị Mai lười biếng hỏi. Đương nhiên là có, chỉ chờ chị đến chơi thôi, gã đầu húi cua nói. Chị Mai đứng dậy nháy mắt với Lý Dục Thần, điều đó có nghĩa là cá đã mắc câu. Cả hai đi theo gã đầu húi cua đến phòng bao. Phòng bao trống rỗng, không có ai ở đó. Chị Mai nói, chuyện gì vậy? Không phải nói ở đây có đồ chơi sao? Gã đầu húi cua cười nói, chị chờ một chút, sẽ tới thôi. Nói xong gã ta liền lui ra ngoài. Một lát sau cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Đúng như dự đoán, sáu sẹo đã bước vào. Mắt của sáu sẹo vẫn còn quấn băng gạc, trên băng gạc còn che một miếng che mắt màu đen. Thấy sáu sẹo như vậy, chị Mai cảm thấy rất mới lạ, liền nói, ôi, anh sáu, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao tự nhiên lại biến thành độc nhãn long rồi? Sáu sẹo nghĩ rằng chị Mai và Lý Dục Thần đang cố tình chế nhạo mình. Đột nhiên cảm thấy đau nhói trong mắt. Gã ta nhìn Lý Dục Thần, căm hận nói. Thiên đường có lối không ai đến, địa ngục không cửa lắm kẻ vào, nhóc con, tôi còn đang định mấy ngày nữa sẽ tìm cậu tính sổ, không ngờ cậu lại tự vác xác đến đây tìm chết. Chị Mai không biết chuyện ở trường đấu chó, chỉ nghĩ rằng sáu sẹo vẫn còn tức giận vì lần trước bị mất mặt, liền nói, ôi trời, anh sáu, anh là ông chủ lớn mà, chắc sẽ không ghi thù mấy chuyện nhỏ này chứ. Chúng tôi chỉ đến để đánh bài thôi, nếu không được thì chúng tôi đi. Sáu sẹo cười lạnh một tiếng nói, được chứ, sao lại không, hôm nay đích thân tôi sẽ đánh bài với chị. Nói xong gã ta liền ngồi xuống đối diện với chị Mai. Chắc không phải chỉ có hai chúng ta chơi thôi chứ, chị Mai hỏi. Gã đầu húi cua lúc nãy lại bước tới, hơi hạ thấp người ngồi xuống nói, chị Mai, em sẽ đánh vài ván với chị và anh Sáu. Chị Mai nói, chỉ có ba người, thiếu một tay thì chơi làm sao được. Sáu sẹo chỉ vào Lý Dục Thần nói, không phải vẫn còn có cậu Lý ở đây hay sao? Chị Mai sững sờ một lúc, không ngờ sáu sẹo lại xưng hô với Lý Dục Thần như vậy. Bà ta lập tức cười khúc khích nói, vậy thì cậu Lý cũng ngồi xuống chơi cùng nhau đi. Lý Dục Thần nói, tôi không giỏi đánh bài đâu. Chị Mai ngẩn ra, câu này đâu có trong kịch bản. Không phải là cậu không biết chơi đâu đúng không, chị Mai mở to mắt hỏi anh. Lý Dục Thần thực sự không biết chơi mạt chược, lúc nhỏ chỉ chơi vui với mấy người Mã Sơn, sau đó đã đến đỉnh Thiên Đô rồi, thời gian đâu mà học chơi mạt chược. Anh nói rằng mình chơi không giỏi chẳng qua là bởi vì trước đó đã thấy chị Mai chơi hai lần cho nên hiểu được một chút mà thôi. Chị Mai trừng mắt nhìn anh. Thằng nhóc thối, đã không biết chơi mạt chược mà còn dám đến lừa sáu sẹo sao? Chẳng phải là đang muốn đẩy chị mày vào hố lửa hay sao? Sáu sẹo nói, không quá giỏi, nhưng biết chơi một chút cũng được rồi, mạt chược không phức tạp, chủ yếu dựa vào vận may, nói không chừng hôm nay lại là ngày may mắn của cậu Lý thì sao? Trong lòng Lý Dục Thần biết rằng hôm nay sáu sẹo sẽ không để anh rời đi. Lần trước ở trường đấu chó gã ta đã thua cược, hôm nay gã ta nhất định muốn gỡ lại. Ngoài ra, chắc là gã cũng đã để ý đến số tiền trong túi của Lý Dục Thần. Vậy cũng được. Lý Dục Thần do dự ngồi xuống. Nhìn thấy bộ dáng của Lý Dục Thần, trên mặt sáu sẹo hiện lên một tia cười lạnh, trong đôi mắt một mí lộ ra sát khí, gã ta hỏi, chị Mai, chị muốn chơi bao nhiêu? Chị Mai nói, không quan trọng, thua hết tiền rồi tính tiếp. Sáu sẹo nhìn khuôn mặt được trang điểm kỹ càng và bộ ngực khiêu khích của chị Mai liền cười nói.
Thua hết tiền rồi vẫn còn có thể thua thứ khác đó. Lúc đầu, Lý Dục Thần có vẻ vụng về trong việc rút bài. Sự vụng về này không phải là thứ có thể giả vờ được. Sáu Sẹo khinh khi quan sát anh, còn nở nụ cười chế giễu. Ngay cả chị Mai cũng phải lắc đầu. Đây là những gì Lý Dục Thần muốn. Chỉ có như thế thì cá lớn mới có thể mắc câu. Sau khi đánh vài vòng thì Lý Dục Thần dần trở nên thành thạo. Không biết chơi cũng không có nghĩa là không biết quan sát. Anh biết Sáu Sẹo đã nắm chắc cục diện ngày hôm nay cho nên mới dám ngồi xuống chơi. Anh và chị Mai muốn lừa Sáu Sẹo thì Sáu Sẹo cũng muốn lừa họ. Bây giờ chỉ có thể xem ai cao tay hơn mà thôi. Sáu Sẹo là chủ nhà, có thể gian lận trên dụng cụ. Chẳng hạn như cái bàn đánh mạt trược này chắc chắn có vấn đề. Chơi mấy vòng, Sáu Sẹo và đầu húi cua cực kỳ may mắn, gần như đều là họ thay phiên nhau thắng. Chị Mai dựa vào bản lĩnh đổi bài thi thoảng thắng hai ván. Lý Dục Thần thì thảm bại, chẳng thắng nổi một ván. Dĩ nhiên anh cũng có thể đổi bài. Hơn nữa tốc độ đổi bài của anh không hề chậm hơn chị Mai, thậm chí không cần dùng đến tay. Anh cũng có thể thần không biết quỷ không hay mà đổi bài với phía đối diện. Nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc. Chưa đến thời điểm quan trọng thì anh sẽ không ra tay. Hơn nữa nhân vật chính hôm nay là chị Mai, Lý Dục Thần cũng muốn xem thử rốt cuộc chị Mai phá tình thế này thế nào. Lại chơi thêm vài ván, chị Mai cũng thua mất không ít tiền. Lý Dục Thần đã thua hết hơn 100 ngàn trong số 500 ngàn anh đem theo. Lúc đầu húi cua lại thắng một ván, chị Mai tức giận đẩy bài trong tay đi nói, tay thối thật chứ. Sáu Sẹo ấn công tắc mạt trược cười nói, tay thối vài lần rồi có thể lát nữa sẽ tốt hơn. Bỗng nghe một tiếng rắc, bài đang được xào bỗng không còn âm thanh gì nữa, đợi một lúc cũng chẳng thấy bài mạt trược được xếp đưa ra. Địch, cái bàn nát gì đây? Sáu Sẹo dùng sức đập vào cái xuống bàn nhưng vẫn không có phản ứng. Chỉ có Lý Dục Thần biết là khi vòng trước vừa kết thúc, chị Mai đã âm thầm dùng ám kình ném một quân bài vào trong máy, chúng trục xoay. Sức của bà ta vừa đủ, trục không gãy ngay được, mà sau khi chơi một lượt, lúc xào bài cho vòng tiếp theo mới bị gãy. Sáu Sẹo nói, máy hỏng rồi, chúng ta đổi phòng đi. Chị Mai nói, đổi gì chứ, dùng tay đi. Tôi nói này, máy móc ở chỗ các anh sẽ không có vấn đề đấy chứ. Máy thì có thể có vấn đề gì được, Sáu Sẹo nhìn đầu húi cua, thấy gã gật đầu bèn nói, dùng tay thì dùng tay. Thế là bốn người bắt đầu xào bằng tay. Lúc này chị Mai mới có cơ hội thể hiện tài hoa. Lý Dục Thần không biết về thiên thuật gì đó nhưng thị lực của anh rất tốt, có thể nhìn thấy chị Mai xếp bài theo hình. Từ lúc bắt đầu xào tới khi xếp bài bằng tay, bài của anh và chị Mai tốt hơn hẳn. Rõ ràng tên đầu húi cua ở phía đối diện cũng là một tay lão luyện, gã cũng biết xếp bài, cũng biết đổi bài, nhưng tay nghề vẫn kém hơn chị Mai rất nhiều, ít nhất tốc độ tay của gã kém hơn nhiều. Nhưng anh và chị Mai vẫn là thua nhiều thắng ít. Lý Dục Thần biết chị Mai cố ý. Đây là kế hoạch mà họ đã bàn trước đó. Rất nhanh, 500 ngàn tệ mang đến đã thua hết một nửa. Chị Mai ném bài đi nói, không chơi nữa, tay thối quá. Sáu Sẹo nói, mới thế mà đã không chơi nữa à? Chẳng phải vừa rồi hai người đã bảo thua sạch tiền mới thôi sao? Chị Mai nói, lát nữa còn phải đi trông cửa hàng. Sáu Sẹo cười nhạo nói, cửa hàng của chị đã treo bảng tạm ngừng buôn bán rồi, chị lừa ai đấy? Hơ, xem ra hôm nay anh muốn ăn sạch vốn của tôi rồi, ngay cả cửa hàng tôi có mở cửa hay không cũng biết luôn. Đừng nói khó nghe như thế chứ, chỉ là chơi một chút thôi, nói đến chơi là Sáu Sẹo lại nở nụ cười phóng đãng. Chơi gì mà chơi, bà đây không có thời gian rảnh như thế. Dù sao tôi cũng không chơi mạt trược nữa, không thì chơi cho đã một trận đi. Một ván quyết định thắng thua, thua thì bà đây cởi chuồng ra về. Là chị Mai nói đấy nhé, thua thì cởi chuồng nhé, Sáu Sẹo bật cười. Chị Mai nói, bà đây nói lời giữ lời. Một ván xác định thắng thua kiểu nào, Sáu Sẹo hỏi. Chị Mai chỉ vào bài trên bài nói, chúng ta lấy 14 quân, xem bài ai lớn hơn. Sáu Sẹo có chút kiêng dè, chị Mai, tôi biết chị nhanh tay, chị biết đổi bài. Địch, ai đổi bài? Anh nhìn thấy tôi đổi bài à? Nếu bà đây biết đổi bài thì sao thua sặc máu thế được? Chị Mai nổi điên, biến thành một người đàn bà chanh chua. Sáu Sẹo nói, được,
vậy thì một ván xác định thắng thua, dù sao chị cũng không còn bao nhiêu tiền. Ai nói không còn tiền, chị Mai lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra nói, trong thẻ có 5 triệu tệ, chỗ anh có thể quẹt thẻ chứ? Sáu Sẹo sửng sốt, sau đó ánh mắt hiện lên vẻ tham lam, mừng rỡ nói, tất nhiên là có, chị muốn quẹt bao nhiêu? Chị Mai nói, nếu đã là một ván xác định thắng thua thì đương nhiên quẹt hết tiền rồi. Sáu Sẹo nhíu mày, có chút do dự. 5 triệu tệ không phải là con số nhỏ, hơn nữa gã ta cũng sợ trong đó có gian trá. Sao thế, sợ tôi gạt anh à, chị Mai cười nhạo, không dám cược thì thôi, Tiểu Lý, chúng ta đi. Khoan đã, đương nhiên Sáu Sẹo không chịu cho họ đi. Hôm nay gã ta muốn lấy tiền mà cũng muốn trả thù. Gã ta nhìn đầu húi cua. Đầu húi cua khẽ gật đầu với gã ta, mặt đầy tự tin. Cược thì cược, quẹt thẻ đi. Bảo người lấy máy quẹt thẻ đến. Nhưng chị Mai lại không quẹt mà nói, tôi phải xem nhiều tiền như thế mới có thể quẹt thẻ trước nhỉ. Ai mà biết chỗ anh có nhiều tiền mặt thế không? Sáu Sẹo nhất thời không thể lấy ra được nhiều tiền mặt như thế, bèn nói, chỗ tôi chỉ có 100 triệu tiền mặt đổ lại, hay là chỉ quẹt trước 2 triệu đi. Chị Mai nói, không đúng, tôi quẹt 2 triệu, anh đưa tôi tiền mặt, vậy thì tiền cược của anh đâu? Tôi chỉ có thể đưa trước 1 triệu. Được, vậy cứ đưa trước 1 triệu, Sáu Sẹo cười nhạo, bảo người đi lấy tiền. 2 triệu tiền mặt đều được đặt trên bàn. Chị Mai mới quẹt thẻ. Sau khi quẹt xong 1 triệu, ván bài bắt đầu. Chị Mai và đầu húi cua ngồi đối diện nhau. Tay hai người liên tục xoa trên bàn bài, từng quân mạt trược đi qua tay họ. Sau đó tóm lấy quân cờ mình muốn với tốc độ cực kỳ nhanh, rồi trải ra. Chẳng mấy chốc đã mỗi người lấy được 14 quân. Mở bài đi, Sáu Sẹo nói. Đầu húi cua mở bài trước. Vừa nhìn bài của gã, Sáu Sẹo biến sắc. Vì đây là cách hù mũi cực kỳ bình thường. Nhưng đầu húi cua không có vẻ gì là thất vọng, mà cực kỳ tự tin. Chị Mai, đến lượt chị rồi, gã nói. Chị Mai cũng lật bài, là loại bài đại tứ hỉ. Lúc nhìn thấy 4 quân cờ Đông Tây Nam Bắc, Sáu Sẹo tuyệt vọng mắng một câu, địch. Nhưng lúc chị Mai lật 2 lá bài cuối cùng, Sáu Sẹo lại bật cười. Vì 2 lá bài đó thế mà lại là một lá trắng, một lá cửu vạn, không thành đôi. Chị thua rồi, đầu húi cua nói. Chị Mai ngồi tựa vào ghế, lẩm bẩm, không thể nào. Không thể nào. Đầu húi cua đắc ý nói, có biết tại sao tôi chỉ ù bài nhỏ nhất không? Đó là vì tôi biết chị sẽ lấy đại tứ hỉ nên tôi nhường chị, nhưng tôi đã tách đôi, theo quy tắc trên bàn bài, chị nổ ù. Sáu Sẹo cười nói, chị Mai, còn muốn chơi không? Nếu không chơi nữa thì làm theo như chị nói, cởi chuồng mà rời đi, ha ha ha. Chị Mai nói, chơi chứ, sao lại không chơi, quẹt thẻ. Lại quẹt 1 triệu. Vẫn là cách chơi lúc nãy. Lần này chị Mai lại thua. Sau đó tiếp tục quẹt thẻ. Liên tục 4 lần, chị Mai đều thua, trong thẻ của bà ta cũng chỉ còn 1 triệu. Sáu Sẹo khuyên bà ta, chị Mai, hay là giữ lại chút vốn đi, thua tiền không bằng thua người, cược chính chị thì đỡ được 1 triệu, thế nào? Anh Sáu muốn tôi à, nói sớm phải hơn không, chị Mai nháy mắt nói. Chị Mai quẹt 1 triệu cuối cùng trong thẻ. Bây giờ trước mặt bà ta là 1 triệu tiền mặt, đây là vốn chơi bài cuối cùng của bà ta. Nếu lần này mà thua thì chỉ đành cược bản thân bà ta như Sáu Sẹo đã nói. Cũng may ván cuối cùng bà ta thắng. Ha, cuối cùng cũng thắng rồi. Chị Mai bật cười ha ha thật lớn, hệt như một con gà mái vừa đẻ trứng. Ngược lại sắc mặt Sáu Sẹo trở nên cực kỳ khó coi. Người không biết còn tưởng chị Mai là người thắng, còn Sáu Sẹo sắp thua đến mức sắp táng ra bại sản. Mặc dù trước mặt chị Mai có 2 triệu tiền mặt nhưng bà ta đã quẹt hết 5 triệu trong thẻ. Thật ra bà ta vẫn còn lỗ 300 ngàn tệ. Sáu Sẹo mới là người thắng. Nhưng Sáu Sẹo không cam lòng. Đây là tâm trạng của kẻ thua, gã ta sẽ cho rằng tiền đến tay mình sẽ là của mình. Hơn nữa tiền trong thẻ là thứ không thể nhìn thấy, tiền mặt lại càng kích thích nhãn cầu của con người hơn. Lý Dục Thần phải bái phục chị Mai. Chỉ dùng một ván đã có thể cứu vãn tình thế không mấy tốt đẹp về mặt tinh thần rồi. Trước ván vừa rồi, chị Mai đã thua liên tiếp 4 ván, rõ ràng chỉ cần Sáu Sẹo thắng thêm 1 ván nữa là có thể thắng hết tiền của chị Mai, thậm chí được cả bà ta. Thế nhưng Sáu Sẹo chỉ thua 1 ván là đã thua sạch tiền mặt của mình.
2 triệu trên là toàn bộ tiền dự phòng của quán mạt trước anh 6. Hiện tại nó biến thành của chị Mai, 6 sẹo sao mà chấp nhận được. 6 sẹo nhìn đầu húi cua. Đầu húi cua gật đầu. Thêm ván nữa, 6 sẹo đanh mặt nói. Gã ta nghĩ ván này chị Mai thắng chỉ là do may mắn mà thôi. Chị Mai nói, tôi gặp may lại rồi, anh 6, anh không sợ tôi thắng tiếp sao? Thời đến thì không cản được đâu. Đam mỹ sắc. 6 sẹo cười nhạo, thắng một ván thôi mà, đợi chị thắng ván nữa rồi tính. Chị Mai nhìn tiền trên bàn nói, bây giờ tôi có 2 triệu, bên phần của anh chẳng có gì, sao mà đánh đây? 6 sẹo nói, quán của tôi lớn như vậy, chị sợ tôi không có tiền hay là sợ tôi quỵt nợ? Chị Mai nói, không phải không tin anh 6, chỉ là quy tắc ván cược, không thấy tiền thì không chơi mà. 6 sẹo hừ lạnh một tiếng, gã ta cầm di động lên gọi một cuộc, anh Hải, anh gửi cho em 2 triệu tiền mặt nha, em có việc gấp. Chị Mai ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, trên gương mặt lộ ra nụ cười thong dong, thoải mái, bà ta nói, sẽ không phải đợi lâu chứ. Yên tâm đi, anh Hải là người mình, quán của tôi cần tiền, anh ấy luôn có mặt kịp thời. 6 sẹo nói với giọng đắc ý. Chị Mai cũng không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng chờ đợi. Lý Dục Thần đoán rằng anh Hải này hẳn là một kẻ chuyên cho vay nặng lãi trong sòng bạc, nghe nói rằng tiền lãi của mấy loại tiền này được tính theo ngày. Anh biết rằng, hôm nay 6 sẹo chết chắc. Không bao lâu sau, một người đàn ông đeo kính râm đi tới, trên tay gã ta cầm theo một cái vali lớn. 6, hôm nay chơi lớn dữ vậy hả? Người đàn ông đeo kính râm đặt chiếc vali lên bàn, mở ra ngay tại chỗ, bên trong vali chứa đầy tiền. 2 triệu, có muốn đếm lại không? 6 sẹo nói, không cần đâu anh Hải, em còn không tin tưởng anh sao? Được, vậy các cậu cứ chơi thong thả nha. Không đủ tiền thì gọi anh, trên xe anh còn 2 triệu. Anh Hải liếc nhìn chị Mai và Lý Dục Thần một cái rồi bước ra ngoài. Tiền tới rồi, chúng ta tiếp tục, 6 sẹo nói, hay là đổi cách chơi khác. Chị Mai nói, như vậy sao được, tôi mới tìm được cảm giác thôi, vẫn như khi nãy đi, một ván quyết định thắng thua luôn, tôi đặt cược toàn bộ 2 triệu. Gương mặt 6 sẹo run lên, nháy mắt với đầu húi cua. Đầu húi cua gật đầu bèn đẩy các quân bài trên bàn cùng chị Mai. Lần này, đầu húi cua tỏ ra vô cùng thận trọng, đẩy thẻ bài rất từ từ, ánh mắt luôn chú ý đến tay của chị Mai. Hai người họ, một tiến một lùi, xào bài đến tận 10 phút. Những người đứng xem bên cạnh, đều trông vô cùng lo lắng, ngoại trừ Lý Dục Thần. Đặc biệt là 6 sẹo, một con mắt đảo tới đảo lui, khóe mắt không ngừng run lên. Khó khăn lắm hai bộ bài mới được chia ra. Hai người mở bài, đầu húi cua là một cặp gồm cặp bài hình yêu cửu, và chị Mai đều là song long hội. Chị Mai thắng. Gương mặt đầu húi cua hiện lên vẻ không thể tin được, gã lẩm bẩm không thể nào. Không thể nào. 6 sẹo đập bàn một cái mắng, mẹ kiếp, mày có làm được không? Chẳng lẽ bọn mày cùng một phe? Anh 6, em cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng là... Đầu húi cua chỉ về phía chị Mai, rõ ràng em đã lấy được một con trong tay chị ta. Đồ vô dụng, 6 sẹo chửi rủa, chỉ vào phía chị Mai, mắng, mụ đàn bà thối tha, mày ăn gian đúng không? Chị Mai cười khẩy nói, 6 sẹo, không chơi được thì đừng chơi, tôi thắng rồi lại nói tôi gian lận. Lúc cậu thắng tại sao không nói mình gian lận đi? Tiểu Lý, lấy tiền, chúng ta đi thôi. Nói xong, bà ta đứng dậy. Liếc mắt nhìn một cách khinh thường rồi làm bộ rời đi. Thật ra, nếu lúc này 6 sẹo để họ rời đi thì gã ta sẽ lời được 1 triệu. Nhưng con bạc thì sẽ mãi là con bạc, căn bản không thể nào giữ được lý trí khi thấy 4 triệu tiền mặt đang được đặt trước mắt mình. Đợi đã. 6 sẹo lại móc điện thoại ra, anh Hải, vừa rồi anh nói trên xe còn 2 triệu à, hay là anh đưa luôn cho em đi? Rất nhanh chóng, người đàn ông đeo kính râm bước vào. Anh biết ván đấu hôm nay của mọi người không đơn giản mà, ở bên dưới, anh mới hút được một điếu thuốc thôi, thật đúng là, mới đó là lại đưa tiền nữa rồi. Sau khi đặt 2 triệu xuống, người đàn ông đeo kính râm không rời đi mà đứng bên cạnh quan sát. 6 sẹo đặt tiền lên bàn rồi nói, tiếp tục đi. Chị Mai nói, anh 6 này, hiện tại tôi có 4 triệu, 2 triệu này của anh có phải hơi ít không? 6 sẹo nhìn người đàn ông đeo kính râm, anh Hải. Anh Hải xua tay, 6,
anh biết rõ ván cược này của cậu trị giá bao nhiêu, 4 triệu, không thể thêm được nữa. Ngày mai cậu mà không trả tiền, anh sẽ đến lấy tiệm của cậu thế gán nợ. Sáu sẹo nói, anh Hải, đều chỗ anh em cả, anh còn không tin em sao, ngày mai em nhất định sẽ trả lại tiền cho anh. Anh Hải nói, này, đừng có làm thân với tôi. Riêng chuyện tiền bạc, trước giờ, tôi không hề nói chuyện anh em gì hết. Dù là anh em ruột thịt cũng phải rõ ràng. Anh Hải, em có tiền trong ngân hàng, em sẽ chuyển cho anh. Em sẽ trả lại trước món nợ vừa rồi, sau đó anh có thể chuyển cho em 2 triệu tiền mặt. Sáu sẹo lấy điện thoại ra chuyển tiền. Nhưng anh Hải lắc đầu và nói, đừng, đánh bạc không thể để tên, đừng chuyển khoản qua điện thoại. Hơn nữa, liên quan đến công việc kinh doanh của tôi, thứ tôi muốn là tiền mặt. Hôm nay tôi cho cậu vay tiền mặt, tốt nhất cậu cũng nên trả lại cho tôi bằng tiền mặt. Vẫn là câu nói đó, nếu ngày mai cậu không trả được, tôi sẽ lấy tiệm của cậu. Gương mặt sáu sẹo lộ ra vẻ khó coi, nhưng có thể thấy được gã ta cũng không dám chọc giận anh Hải này. Chị Mai cười nói, anh Sáu, anh Hải không nhận chuyển khoản, tôi nhận, anh cứ chuyển cho tôi là được rồi. Sáu sẹo nói, không nghe anh Hải nói sao, đánh bài không để lại tên, cũng không thể chuyển tiền bằng điện thoại, trừ phi chỉ có máy để tôi quẹt thẻ. Khi một người đàn ông tin tưởng một người phụ nữ quá nhiều, thậm chí còn dám cược cả đôi mắt cho cô ta, bất cứ một người phụ nữ nào cũng sẽ bị làm cho cảm động. Quẹt thẻ. Chị Mai rất tự tin vào kỹ năng đánh bài của mình. Tên oát con này vốn không phải là đối thủ của bà ta. Nhưng hình như sáu sẹo cũng rất tự tin. Gã ta sảng khoái quẹt 5 triệu tệ, máy quẹt thẻ do ông chủ Vương mang tới cũng bị cả mấy lần. Bắt đầu thôi, chị Mai nói. Khoan đã, sáu sẹo ngăn cản. Anh Sáu, lại làm sao vậy? Ván này chúng ta đổi người, chị không thể chơi mạt chược, để thằng này chơi. Sáu sẹo có ý xấu chỉ vào Lý Dục Thần. Chị Mai chau mày, thấp giọng nói, không được, ván bài này của tôi, sao có thể để người khác chơi thay được? Sáu sẹo cười mỉa, đây không phải là ván bài của một mình chị, một đôi mắt của cậu Lý cũng đã đem ra cược rồi, ngay cả bài cũng không để người ta chơi, chị xem có hợp tình hợp lý không? Chị Mai không ngờ sáu sẹo lại chơi chiêu như vậy, nhưng bà ta lại không có lý do để từ chối. Kể từ lúc Lý Dục Thần đem đôi mắt ra cược thì đã rơi vào cái bẫy của sáu sẹo, trở thành người trong cuộc chơi. Nếu chị Mai kiên quyết muốn tự mình chơi thì khác nào thừa nhận bản thân mình gian lận. Anh Hải, anh nói xem em nói có đúng không, để cho cậu Lý đây chơi, có trái với quy tắc không, sáu sẹo hỏi. Anh Hải nói, hợp quy tắc. Sáu sẹo cười đắc ý, nếu anh Hải cũng đã nói hợp quy tắc, chị Mai, chị sẽ không gian lận đấy chứ. Điều này khiến chị Mai quả thực rơi vào tình thế khó xử. Trình độ của Lý Dục Thần ra sao thì bà ta cũng đã từng thấy qua. Trước đấy vài ngày, ngay cả mạt chược, anh cũng không biết chơi, làm sao mà thắng đây. Ngay đến nụ cười của ông chủ Vương cũng trở nên cứng đờ. Sáu sẹo lạnh nhạt nhìn bọn họ. Chị Mai ủ rũ, không biết làm thế nào để phá vỡ tình hình. Lý Dục Thần đột nhiên nói, chị Mai, để tôi thử xem sao. Chị Mai trợn mắt nhìn anh, đây không phải là lúc khoe mẽ. Sự việc đi đến bước này đã lệch rất nhiều so với kế hoạch ban đầu của họ. Lý Dục Thần vốn là tính sẽ chơi từ từ với 500 ngàn trong tay. Trước thua sau thắng, lợi dụng tâm lý của con bạc dụ sáu sẹo từ từ mắc câu. Nhưng anh không ngờ chị Mai lại trực tiếp mang tới 5 triệu, việc này không nằm trong kế hoạch ban đầu. Lý Dục Thần không hiểu rõ lắm sự khác nhau giữa máy quẹt thẻ tự động và chuyển khoản di động. Nhưng anh có thể nhìn ra sáu sẹo chắc chắn sẽ không phun ra 5 triệu tệ mà gã ta đã ăn đâu. Chị Mai cười khúc khích nói, máy POS đúng không, chỗ tôi có, anh đừng quên là tôi cũng mở cửa hàng kinh doanh. Nói rồi bà ta lấy điện thoại ra, gọi cho ông chủ Vương. Ông Vương à, tôi đang ở sòng bài, ông mau đem máy quẹt thẻ ở chỗ chúng ta tới đây cho anh Sáu, nhớ là mang mấy cái lận nhé, máy của chúng ta hạn mức thấp, tôi sợ không đủ cho anh Sáu quẹt thẻ. Không lâu sau, ông chủ Vương đã đến, trong tay xách theo một chiếc túi lớn. Ông ta lấy ra 10 chiếc máy quẹt thẻ từ trong túi, bày từng cái một. Tất cả đều ở đây, không biết có đủ dùng không, ông chủ Vương cười hì hì, trông người lẫn vật đều rất vô hại. Ai nấy trông thấy đều ngẩn tò te. Lý Dục Thần cuối cùng cũng hiểu ra, e là chị Mai đã sớm để ý đến túi tiền của sáu sẹo. Anh Sáu,
máy quẹt thẻ đều đã đem đến đây, anh mau quẹt thẻ đi, chị Mai cười tươi. Sáu Sẹo nheo một con mắt lại. Dù ngờ nghịch tới đâu, gã ta cũng đã nhìn ra được người đàn bà trước mặt này đã có chuẩn bị trước khi tới. Chị Mai nói, máy của nhà chúng tôi hạn mức thấp, phiền anh quẹt thêm vài lần. Trước tiên anh cứ quẹt trước 1 triệu, chúng ta mỗi người đã có 3 triệu tiền mặt, vậy cho công bằng. Sáu Sẹo cười khẩy, không cần phiền phức như vậy, 5 triệu đó, tôi có thể đưa hết cho chị một lần. Nhưng chị chỉ có 4 triệu tiền mặt, tôi quẹt 5 triệu, chị đưa tôi 4 triệu tiền mặt này rồi coi như chị thiếu tôi 1 triệu. Chị Mai không biết gã ta đang toan tính điều gì, bèn hỏi anh muốn chơi như thế nào. Rất đơn giản, chị cược bản thân đi, khi nãy tôi đã nói, chị cũng đáng giá 1 triệu. Hóa ra tôi cũng đáng tiền đấy chứ. Chị Mai vui vẻ cười nói, nháy mắt một cái, được, tôi cược chính mình. Chỉ cần anh thắng, tôi sẽ là của anh. Sáu Sẹo nói, nhưng mà như vậy, tôi có 6 triệu tiền mặt, bên chị đặt cược 5 triệu trong thẻ và chính chị, tính ra tôi còn thiệt một chút, vì vậy chị phải cược thêm đi. Chị Mai tò mò hỏi, thêm cái gì? Sáu Sẹo chỉ vào Lý Dục Thần, đặt cược thêm 2 con mắt của thằng này. Chị Mai cau mày nói, vậy không được, cá cược giữa tôi và anh, không liên quan đến cậu ta. Tôi không có quyền quyết định việc này. Không liên quan đến hắn. Các người đến cùng nhau, chị còn nói không có quan hệ gì nhau. Sáu Sẹo cong môi, cậu Lý, có dám cược không? Lần trước cược với cậu, tôi đã thua 1 con mắt, hôm nay bảo cậu cược 2 con mắt, tôi không quá đáng chứ. Chị Mai lúc này mới biết nguyên nhân Sáu Sẹo bị chột một bên là do Lý Dục Thần. Bà ta bất giác nhìn phía về Lý Dục Thần, trong mắt không khỏi hiện lên tia kinh ngạc. Lý Dục Thần bình đạm nói, không quá đáng. Sáu Sẹo cười lớn, không hổ danh là cậu Lý, rất hào sảng. Ánh mắt chị Mai nhìn Lý Dục Thần có chút phức tạp. Sau một cuộc điện thoại, ông chủ Vương lại nhanh chóng đã mang đến một đống máy quẹt thẻ, có vẻ họ đã chuẩn bị từ trước. Lý Dục Thần biết, chị Mai muốn tiền của Sáu Sẹo từ lâu rồi. Nhưng chị Mai không ngờ Sáu Sẹo sẽ chỉ định Lý Dục Thần cầm bài. Trên sòng bạc, bà ta cực kỳ tinh danh, ngón nghề của đầu húi cua hoàn toàn không nhanh bằng. Bà ta cố ý tỏ ra yếu thế là để mê hoặc đầu húi cua, để Sáu Sẹo dám đánh cược với bà ta. Bà ta nắm chắc 99% có thể thắng được đầu húi cua. Nhưng nếu để Lý Dục Thần thay bà ta, thì sẽ thua 100%. Nhưng tên nhóc này lại chủ động đứng ra. Thể hiện anh hùng gì hả? Cậu có thể bốc ra bài hồ không? Chị Mai hơi tức giận nói. Lý Dục Thần nói, bốc được quân bài gì, chẳng phải là dựa vào may mắn à? Nói không chừng hôm nay tôi may mắn, có thể bốc được quân bài tốt đấy. Chị Mai tức đến muốn nhảy lên mắng người. Cũng không phải là bốc một quân bài so lớn nhỏ, mà là bốc 14 quân bài hồ, lấy đâu ra may mắn? Sáu Sẹo cười ha ha nói, chị Mai, chị xem, cậu Lý đã nói là được rồi, nói không chừng cậu ta cũng may mắn thì sao? Nếu chị vẫn không đồng ý thì tôi chỉ có thể nghĩ rằng chị dở trò gian lận. Chị Mai nhìn anh, hậm hực dậm chân xuống đất, nói với vài phần trách móc, nếu cậu thua, ngay cả tiền mua quan tài chị cũng không có đâu, sau này cậu phải nuôi chị đấy. Lý Dục Thần tối sầm mặt, chẳng ra đâu vào đâu. Chị Mai đứng lên, nhường chỗ cho Lý Dục Thần. Ván bài chính thức bắt đầu. Đầu húi cua bắt đầu đổ quân bài lên bàn. Lý Dục Thần lại ngồi im không động đậy. Khiến cho đầu húi cua không nắm bắt được. Người anh em, bắt đầu thôi, anh ta cố ý nhắc một câu. Biết rồi, anh bốc đi, Lý Dục Thần nói. Đầu húi cua bị đáp trả một câu, vô cùng cạn lời. Lần đầu tiên anh ta gặp phải đối thủ như vậy, không biết là ngu hay là ngốc. Anh ta mau chóng bốc quân bài đầu tiên. Lý Dục Thần cũng bốc một quân trên bàn. Đầu húi cua lại chọn một quân trong đống quân bài, bốc một cái đặt trước mặt mình. Lý Dục Thần cũng cầm quân bài thứ hai. Anh không sáo bài, cũng không chọn bài, tùy ý cầm một quân gần mình nhất trong đống bài. Chị Mai bên cạnh nhìn mà cau mày. Tuy đống bài trên bàn rất lộn xộn, nhưng là cao thủ chiêu trò, chị Mai sớm đã nhớ rất rõ vị trí của mỗi quân bài. Bà ta nhìn rất rõ. Đầu húi cua cầm toàn bộ quân vạn, có lẽ muốn làm một hàng quân vạn. Còn Lý Dục Thần toàn bốc quân bài lẻ, không thể nào có thể hồ được. Tên nhóc này, đúng là muốn dựa vào may mắn ư. Nhưng số may của anh cũng chẳng ra làm sao, toàn là quân bài lẻ, ngay cả bộ đôi cũng không có.
Chị Mai thầm thở dài một hơi, biết cục diện hôm không thể nào tốt được. Bà ta nháy mắt với ông chủ Vương, cánh tay khẽ run lên, trong lòng bàn tay ngầm giấu một con dao. Ông chủ Vương lại cười hi hi xoa tay, cứ như xem ván bài rất căng thẳng vậy. Không ai chú ý đến, tay của ông ấy từ từ biến thành màu đỏ rực, giống như hai que hàn nung đỏ. Bốc xong toàn bộ 14 quân bài. Đầu húi cua nói, chúng ta, ai lật bài trước? Lý Dục Thần nói, hay là anh lật bài trước đi? Đầu húi cua mỉm cười, đầu ngón tay bên tay phải lướt qua trên 14 tấm bài xếp ghép với nhau trước mặt, sau đó một tay ấn lên bàn, bốp, đồng loạt lật 14 quân bài. Kiểu cách vô cùng đẹp mắt, giống như trên phim truyền hình vậy. Nhưng, khoảnh khắc quân bài được lật ra, anh ta liền trố mắt. Bởi vì, 14 quân bài của anh ta, đều là quân lẻ, vốn không thể hồ được. Chị Mai cũng phải trố mắt theo đầu húi cua. Trong những người ở đây, chỉ có chị Mai nhìn thấy rõ ràng đầu húi cua toàn bốc một dãy cửu liên bảo đăng. Vãi! Sáu sẹo chửi một câu, lòng trùng xuống. Hắn ta còn ôm một hy vọng lỡ như, nói không chừng bài của phía đối diện còn nát hơn. Đến lượt Lý Dục Thần lật bài. Anh không có thủ pháp đẹp như vậy, chỉ lật từng quân bài. Nhất vạn, nhất vạn, nhất vạn. Khi anh lật ra ba quân nhất vạn, mọi người bắt đầu thở gấp. Trái tim sáu sẹo tiếp tục trùng xuống. Còn chị Mai đã thu lại con dao của bà ta, kinh ngạc há đôi môi đỏ, khóe miệng khóe mắt đều nhếch cười. Nhị vạn, tam vạn, tứ vạn, ngũ vạn, lục vạn, thất vạn, bát vạn, cửu vạn, cửu vạn, cửu vạn. Lý Dục Thần nhẹ nhàng lật quân bài cuối cùng. Ngũ vạn, cửu liên bảo đăng. Bộp một tiếng, Lý Dục Thần đặt quân bài cuối cùng lên bàn, cả căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc. Những quân bài cùng màu trên bàn đã nói rõ kết quả cuộc chơi cho mọi người. Ván này, Lý Dục Thần thắng. Chị Mai nhìn Lý Dục Thần, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên và vui sướng như vừa phát hiện ra lục địa mới, đồng thời cũng có chút khó hiểu xen lẫn một tia tức giận. Còn trong con mắt còn lại của sáu sẹo là đầy dẫy ảo não và không cam tâm. Đầu húi cua bỗng chỉ vào Lý Dục Thần nói, mày ăn gian. Lý Dục Thần thong thả đứng ở đó. Nhìn hắn hỏi lại cái gì là gian lận. Mày cháo bài, đầu húi cua nói, rõ ràng là bài của mày toàn quân lẻ, bài của tao mới ăn theo dây, bộ cửu liên bảo đăng này là của tao. Mày đã cháo bài của tao. Sáu sẹo rốt cuộc cũng mở lời, hóa ra mày vẫn luôn giả vờ. Tao nên nghĩ tới, một thằng dám đến chỗ trường trọi chó, sao có thể không biết chơi bài. Thằng khốn, dám ở sòng bạc của bọn tao gian lận, bay đâu, chặt tay nó cho tao. Chị Mai chế giễu, anh Sáu, thua rồi không phục sao? Bắt gian thì phải bắt tận tay, đâu phải các anh nói cậu ấy cháo bài nghĩa là cậu ấy cháo bài. Có phải chỉ cần thua tiền là có thể đổ cho đối phương gian lận? Bà ta biết lời của đầu húi cua nói là sự thật, Lý Dục Thần rõ ràng đã cháo bài, nhưng cậu ta cháo bằng cách nào thì bà ta cũng không thể biết. Chị Mai tin rằng, nếu mình đã không thể phát hiện, thì Sáu Sẹo và đầu húi cua càng không thể. Sáu sẹo cười nhạt, bọn mày đừng quên, ở chỗ tao có gắn camera. Có dám xem lại không? Chị Mai trao mày nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần hờ hững, xem chứ. Sáu sẹo nháy mắt ra hiệu, người của gã ta đã đi lấy máy tính, cắm điện, mở video lên, bắt đầu phát lại quá trình chơi ván bài ban nãy. Video chiếu đến đoạn cá cược giữa Lý Dục Thần và đầu húi cua thì bắt đầu tua chậm lại. Mọi người đều nhìn hết sức chăm chú. Không dám rời mắt dù chỉ một chút, chỉ sợ sẽ bỏ qua một chi tiết bất kỳ nào đó. Trong lòng chị Mai rất phức tạp, vừa lo lắng vừa mong đợi. Bà ta không hy vọng Lý Dục Thần sẽ bị tóm được, nhưng cũng rất muốn xem thử Lý Dục Thần cháo bài như thế nào. Video chiếu hết một lượt, kết quả khiến ai nấy đều thất vọng, Lý Dục Thần chơi bài rất bình thường, chỉ nhặt những quân bài ở trước mặt, không có bất kỳ sự tiếp xúc nào với đầu húi cua. Sáu sẹo không cam lòng. Lớn tiếng nói, chờ đã, tua chậm hơn chút nữa, hắn ta nhất định có gian lận. Video lại phát một lần nữa, đến đoạn chính, gần như là dừng lại ở từng khung hình một. Chậm hơn nữa, sáu sẹo hét lên. Anh Sáu, chậm nhất có thể rồi, đàn em của gã ta nói. Sáu sẹo tức giận cầm máy tính giơ lên, dùng sức ném vào tường. Đầu húi cua không cam lòng nhìn Lý Dục Thần hỏi, sao mày lại có thể làm được điều này? Ăn may thôi. Lý Dục Thần điềm tĩnh nói.
không ai tin lời anh, nhưng cũng không ai có thể chất vấn được anh. Tua chậm đến như vậy, dù có là ảo thuật gia nổi tiếng nhất thế giới thì cũng không thể cháo hết 14 quân bài trên bàn mà không để lại sơ hở. Lẽ nào thật sự có sự may mắn tới mức này? Ông Vương, còn đứng ngây ra đó làm gì, lấy tiền đi, chị Mai thúc giục. Ông chủ Vương cười ha ha, vội đi gom hết số tiền trên mặt bàn. Ngoài vài trăm ngàn tiền lẻ lúc đầu, số còn lại đều nhét hết vào vali, vậy nên không khó để gom. Anh Hải đang đeo cặp kính râm nói, sáu, kết quả đã vậy rồi, chúng ta cũng kết sổ nào, cậu muốn trả tiền, hay là muốn tôi thu lại sòng bạc này của cậu? Anh Hải, sáu sẹo có vẻ sợ người đàn ông đeo kính râm, anh về trước đi, sáng sớm ngày mai, em sẽ gửi trả anh cả gốc lẫn lãi. Anh Hải cười khẩy, sáu sẹo, cậu sẽ không chạy trốn đấy chứ? Sáu sẹo nói, anh Hải, anh nói vậy là có ý gì, em có thể chạy đi đâu được chứ? Mấy kẻ này dám ở sòng bài của em giở trò gian lận, đợi em giải quyết xong, sẽ mang tiền trả cho anh. Anh Hải nói, tưởng tôi mù sao, sòng bạc là của cậu, video giám sát cậu cũng đã xem rồi, không cần biết cậu ta làm cách nào mà lại thắng, cậu không bắt được thì không thể nói bọn họ gian lận, đây là quy tắc của sòng bài. Đừng có phá luật để trở thành kẻ địch của người trong ngành. Con mắt sáu sẹo chớp chớp, nếu cả anh Hải cũng đã nói như vậy, em cũng coi như bọn họ không gian lận. Có điều, hôm nay em phải tính món nợ khác với hắn ta, anh Hải đây sẽ không cản trở chứ. Chuyện của các người không liên quan gì đến tôi chỉ cần lấy lại tiền của tôi, anh Hải nói. Được, anh Hải, đợi em tính sổ với thằng này xong thì sẽ trả anh tiền. Sáu sẹo đột ngột đưa tay ra giữ cọc tiền cuối cùng mà ông chủ Vương sắp lấy. Cứ thế mà mang tiền đi sao? Đâu có dễ như vậy. Ông chủ Vương miệng vẫn cười tâu toét, chỉ là không ai để ý, lòng bàn tay của ông ta đã chuyển sang màu đỏ. Sắc mặt chị Mai trở nên lạnh lùng, nói, sáu sẹo, muốn chơi xấu đấy à? Tưởng bà đây sợ mày chắc. Sáu sẹo chỉ vào Lý Dục Thần nói, là do nó chọc mù con mắt này của tao, hôm nay chỉ cần nó để lại một con mắt, thêm một bàn tay xem như tiền lãi thì lần này tao nhận thua. Bọn mày cứ lấy tiền đi. Nếu bọn tao không chịu thì sao, chị Mai nói. Sáu sẹo cười mỉa, nói với đàn em bên cạnh, đuổi những người khác ra khỏi đây. Gọi người. Đàn em đáp lời, sau đó ra khỏi phòng VIP, mời hết khách của mấy chục bàn mạt trược rời đi. Cùng lúc đó, mười mấy thanh niên khác từ bên ngoài lao vào, trong đó có hai người mà Lý Dục Thần đã từng gặp, chính là người đến quán cơm thân dân để thu tiền bảo kê. Sáu sẹo nhìn chị Mai. Cười nham hiểm, con đờ sao, tưởng mình đáng tiền lắm à, hôm nay ông đây sẽ chơi nát mày luôn. Sau đó ra lệnh với đàn em, trói chúng lại cho tao, tao muốn tự mình móc mắt thằng khốn kia, sau đó cùng anh em hưởng thụ chút mùi vị của ả đàn bà chết tiệt này. Người ở đây đều từng gặp chị Mai, cũng khá quen mặt, tất cả đã thèm khát bà ta từ lâu rồi. Nghe sáu sẹo nói thế, ai cũng cười một cách thô tục. Sáu sẹo nhìn ông chủ Vương vẫn đang cầm vali tiền trên tay, mày là chồng của con kỹ nữ này, lát nữa tao để mày tận mắt chứng kiến cảnh các anh em của tao làm vợ mày thoải mái như thế nào, ha ha ha. Ông chủ Vương vẫn cười ha ha như thể chuyện sáu sẹo nói chẳng liên quan gì đến mình. Lúc mọi người nghĩ ông ấy là một tên ngốc thì ông ấy bỗng giơ tay lên đánh một cú vào sáu sẹo. Cái tát này có vẻ không nặng nhưng sáu sẹo lại gào lên thảm thiết. Chỉ thấy trên nửa mặt gã ta xuất hiện một dấu tay đỏ ửng, da bị bong ra một lớp, vẫn còn toát ra một làn khói xanh, mùi khét khó chịu bốc trong không khí. A! À, sáu sẹo gào thét, muốn sờ vào mặt nhưng tay vừa chạm đến, chỗ đó lại đau. Đánh chết tụi nó cho tao. Lúc này đàn em của gã ta mới phản ứng lại. Vừa muốn ra tay thì cánh cửa bên ngoài bị ai đó đạp bung ra, trong đại sảnh vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết. Mọi người nhìn ra ngoài. Chỉ thấy sư phụ Vinh đang tràn đầy lửa giận trong mắt, tay cầm cái muôi lao vào. Mấy tên đàn em của sáu sẹo đều ngã la liệt dưới đất, đầu bị đánh sưng húp, đau đớn kêu trời. Tiểu Dương chạy theo phía sau, tay cầm dao làm bếp. Sư phụ Vinh cầm cái muôi đánh ngã một tên, Tiểu Dương cầm dao làm bếp bước lên xoẹt xoẹt vài cái, đầu người đó thành đầu chọc. Hai người đi vào phòng VIP, mấy tên đứng trước cửa phòng VIP lại xui xẻo trở thành sư cỏ. Tao xem còn ai dám động đậy nữa, phải hỏi cái muôi trong tay tao trước này, sư phụ Vinh đứng đó giơ muôi lên chỉ một vòng. Còn dao của tao nữa, Tiểu Dương giơ con dao trong tay lên, đi đến cạnh sư phụ Vinh,
nhỏ giọng nói, sư phụ, đao pháp của tôi ổn chứ? Sư phụ Vinh nói, tạm được. Thật ra không cần họ ra tay, chỉ một cái tát vừa rồi của ông chủ vương đã khiến đám côn đồ này khiếp sợ rồi. Đám người này đều ngồi xổm xuống đất ôm đầu, không ai dám động đậy. Sáu sẹo vẫn đang kêu gào thảm thiết. Chị Mai cầm một quân mạt trược trên bàn lên, cũng không thấy bà ta tạo thế gì, mạt trược đã biến thành tia sáng bay ra ngoài, văng trúng vào nửa mặt bên còn lại của sáu sẹo. Quân cờ mạt trược tông bể hàng tiền đạo của sáu sẹo, bay vào trong miệng gã ta. Tiếng gào thét đau đớn của gã ta im bặt. Sau đó là một loạt tiếng ho, nôn ra máu, bãi nôn có một quân cờ mạt trược và mấy cái răng. Sáu sẹo quỳ rạp xuống đất, mơ hồ nói, xin tha mạng. Mong mọi người tha mạng. Ông chủ vương cười hi hi nói, tha cho mày. Cho tao một lý do để tha cho mày đi. Anh Hải ở bên cạnh nói, các vị, đừng làm chết người, tôi còn cần gã trả tiền cho tôi đấy. Ông chủ vương nhìn chị Mai. Chị Mai lại nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nói, tôi sao cũng được, chỉ là một con dẹp thôi. Chị Mai sửng sốt, sau đó phì cười nói, vậy được, nếu anh Hải đã nói thế thì tha cho gã một mạng. Lấy tiền rồi chúng ta đi. Sư phụ Vinh và Tiểu Dương cũng đi đến cầm tiền giúp. 6 triệu được đựng trong 4 cái đồ đựng, số tiền lẻ còn lại thì trong ba lô do Lý Dục Thần đến. Trên đường về, chị Mai hỏi Lý Dục Thần. Tiểu Lý, rốt cuộc vừa rồi sao cậu làm được vậy? Gì cơ? Quân bài đó đấy, chị biết cậu đổi bài của đầu húi cua, chị Mai đây lăn lộn nhiều năm rồi chưa từng thấy thiên thuật nào cao siêu như vậy. Đây không phải thiên thuật. Vậy thì là gì? Tiên thuật, Lý Dục Thần nói. Chị Mai giả vờ tức giận bĩu môi, không nói thì thôi. Lý Dục Thần nhún vai, chị không tin thì tôi cũng hết cách. Chị Mai thở dài, thôi vậy, chị biết quy tắc của thiên môn, xem như chị nhiều chuyện. Họ không quay lại quán cơm thân dân mà đến cửa tiệm làm đẹp đối diện. Lúc này Lý Dục Thần mới biết cửa tiệm này cũng do chị Mai mở. Thảo nào ngày nào bà ta cũng đi làm tóc, làm đẹp. Chị Mai cho nhân viên trong cửa tiệm nghỉ phép, đóng cửa. Chị Mai lấy 3 triệu ra đưa cho Lý Dục Thần, nói, chúng ta chia đều, mỗi nhà một nửa, cậu không chê ít chứ? Lý Dục Thần lấy 500 ngàn ra, đã nói là tôi lấy 2 triệu rưỡi tệ thôi, còn lại đều thuộc về chị. Chị Mai khẽ cười, cũng không khách sáo nữa. Chị Mai, chị đã nghĩ đến việc gài 6 sẹo từ lâu rồi à? Lý Dục Thần hỏi. Chị Mai cười nói, nếu không cậu nghĩ chị đến chỗ gã ta chơi mạt trược làm gì? Ông chủ vương nói, đàn em của 6 sẹo thu không ít tiền bảo kê của chúng tôi, hôm nay xem như lấy cả vốn lẫn lời. Lý Dục Thần mỉm cười. Người ta thu tiền bảo kê đến tận 6 ngàn. Chị lại lấy của người ta 6 triệu. Chị gọi đây là tiền lãi à? Sư phụ Vinh nói, loại người như 6 sẹo giữ lại cũng chỉ là tai họa, chúng ta coi như trừ hại cho dân, cướp của giàu chia cho người nghèo. Tiểu Dương nói, hôm nay nên dùng một dao giải quyết gã ta luôn. Ông chủ vương cười nói, gã ta vay nặng lãi 4 triệu của anh Hải là người khá tàn ác, nếu gã không trả được thì chết chắc. Chị Mai nhíu mày, mọi người đừng xem thường 6 sẹo, đằng sau gã ta là cậu chủ nhà họ Cha ở Hải Thành Cha Minh Huy, anh Hải chưa chắc dám động vào gã ta. Nhà họ Cha lợi hại thế sao, Tiểu Dương khinh thường nói, còn giơ con dao trong tay lên, cho hắn mấy dao, xem hắn còn dám kiêu ngạo không. Cậu gì hiểu cái quái gì, sư phụ Vinh nói, nếu mấy đại tộc này sợ con dao quèn của cậu thì công ty của họ đã phá sản từ lâu rồi. Chị Mai nhìn Lý Dục Thần nói, chuyện hôm nay sẽ không kết thúc như vậy, sáu sẹo chắc chắn sẽ quay lại báo thù. Chúng tôi thì không sao, cùng lắm là rời đi, cậu định thế nào? Tiểu Dương nói, Tiểu Lý, đi cùng chúng tôi đi. Chẳng phải hôm nay hợp tác vui vẻ lắm sao? Sau này Tiểu Lý đi theo tôi dạy anh. Sư phụ Vinh gõ cái muôi lên đầu Tiểu Dương, chỉ chút công phu mèo cào của cậu mà cũng dám nhận đệ tử à? Tiểu Lý muốn học thì cũng phải đi theo tôi. Ông chủ vương nói, đi theo ông học cái gì? Sao đồ ăn à? Tiểu Lý người ta có tài như vậy, sao có thể theo ông học làm đầu bếp chứ? Tiểu Lý, cậu đừng nghe họ nói. Cậu nhận tôi làm sư phụ đi, tôi dạy cậu Chu Sa Trưởng. Mọi người bỗng ồn ào tranh nhau nhận đệ tử. Lý Dục Thần ngây người, không biết là được thương mà sợ hay là không còn gì để nói. Chị Mai nhìn lướt qua họ, cười nhạo, còn nhận người ta làm đệ tử, có biết xấu hổ không vậy?
mọi người có ai làm lại chiêu thức đánh cháo lúc nãy của cậu Lý không mà đòi? Ông chủ Vương là người tận mắt nhìn thấy, tặc lưỡi nói, ôi trời, tôi lại quên mất, Tiểu Lý à, hóa ra cậu cũng là cao thủ thiên môn. Sư phụ Vinh và Tiểu Dương không nhìn thấy ván bài cuối cùng, không hiểu họ đang nói gì. Ông chủ Vương kể lại màn kinh hồn bạt vía lúc nãy một cách sinh động khiến sư phụ Vinh và Tiểu Dương há hốc miệng. Dù tua chậm video cũng không thể nhìn ra sao, Tiểu Dương không dám tin. Chị Mai nói, được rồi, đừng nói gì nữa, dù sao chúng ta cũng là Bồ Tát bùn qua sông, khó bảo vệ được bản thân nữa là, cậu Lý có phúc đức của cậu Lý, chúng ta cứ vui vẻ gặp nhau rồi vui vẻ tạm biệt thôi. Chị Mai, mọi người phải đi thật sao, Lý Dục Thần hỏi. Cậu Lý, nếu cậu cũng là người đồng đạo, tôi không giấu gì cậu. Chị Mai nhận ra Lý Dục Thần là một cao thủ thiên thuật rất cao siêu. Tay mấy người bọn tôi không sạch sẽ gì cho cam, vốn định trốn đến thành phố Hòa, mở một cửa hàng nhỏ, an ổn sống nửa đời còn lại, nhưng không ngờ lại bị người ta tìm thấy. Phương Tông Sinh, Lý Dục Thần hỏi. Chị Mai gật đầu. Lý Dục Thần ngẫm nghĩ rồi nói, thật ra mọi người không cần phải đi. Không đi, chị Mai thở dài, tôi cũng muốn thế lắm nhưng không có chỗ nào để dựa. Đừng thấy chúng tôi có chút công phu mà lầm, trong mắt đám gia tộc giàu có và đại phái tông môn, bọn tôi chẳng là gì cả. Bọn tôi chỉ có thể sống phiêu bạt trong giang hồ, chỉ có giang hồ mới là chỗ dựa của bọn tôi. Tôi có thể bảo vệ mọi người, Lý Dục Thần nói. Cậu! Chị Mai sửng sốt, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ông chủ Vương bật cười nói, Tiểu Lý, cậu có biết Phương Tông Sinh là ai không? Ông ta là người đứng đầu Thái Cực Nam Phái. Nhiều năm trước võ công đã đạt đến hóa kình. Tôi nói thế chắc cậu không thể hình dung, cậu xem. Nói rồi ông ấy giơ bàn tay ra, lòng bàn tay dần biến thành màu đỏ thắm, sau đó lật bàn tay lại ấn xuống. Trên nền gạch cứng xuất hiện thêm một ấn tay sâu 2 cm. Mấy năm đầu tôi luyện thiết sa trưởng, sau đổi thành luyện chu sa trưởng, người trên giang hồ đặt cho tôi biệt danh là thiết thủ Như Lai. Chị Mai cậu xuất thân từ thiên môn, sau đó đi vào võ đạo. Vì nhanh nhẹn linh hoạt, chủ yếu luyện ám khí, trên giang hồ cũng có biệt hiệu là thiên thủ quan âm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.